Thụy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Linh và tác giả Thanh Huyền. Và hai câu chuyện này khá là hay. Và cái câu chuyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Ngọc Linh chắc chắn sẽ cho chúng ta rất là nhiều bất ngờ bởi các tình tiết đan xen cực kỳ là lôi cuốn. Và Thuận cảm giác rất là yêu mến cái câu chuyện này. Không biết quý vị thì như thế nào? Thì hãy thử nghe cùng với Thuận nhé. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đón nghe. cháy rồi cháy rồi bà con ơi mau lên mau dập lửa cứu người không chết hết bây giờ có ai không mau lên đi tiếng hồ vang vọng khắp các ngõ xóm của ngôi làng nhỏ bé an hòa giọng nói ấy chính là của bác cát nhà bác ở cạnh ngôi nhà đang bị cháy kia thế rồi như nghe được tiếng hô báo cháy ai ai cũng hối hả vội vã người cầm xô cầm chậu mà múc nước đổ vào cái đám lửa như đang nuốt trọn lấy ngôi nhà thôi không ổn rồi bác cát ơi cứ như thế này thì không dập được đâu bác nhìn xem cháy gần hết cả ngôi nhà rồi vừa nói người nọ vừa chỉ tay vào phía ngôi nhà mà lắc đầu thương xót còn nước thì còn tát bà con mau dập lửa đi nếu không cứu được người ít nhất chúng ta cũng phải tìm được xác của họ không nên để người chết bị vùi lấp trong đám cháy như vậy được bác cát vừa nói vừa cầm cái xô nước hất mạnh vào đám cháy dữ dội kia mà sụp mọi người Không biết vợ chồng nhà cô chú ấy với đứa nhỏ liệu còn sống không Ôi dồi ôi đến là khổ sao tự dưng lại cháy to thế kia Ai nấy mồ hôi đều đã đầm đìa cả người Có cảm giác như múc cạn cả cái ao mà đám cháy kia vẫn không giảm đi được chút nào Đang định buông xuôi thì tự nhiên chẳng hiểu sao Mây đen từ đâu kéo đến Sấm chớp đi đùng Vẽ lên bầu trời những đường gân trắng xóa rồi một cơn mưa bất chợt ảo ảo chút xuống đám cháy cũng từ từ được dập tắt nhìn từ bên ngoài mọi người ai cũng xót xa ngôi nhà rộng lớn ngày nào giờ chỉ còn trơ lại mỗi bức tường đen xì xì vội vữa cũng bị bong chóc ra do sức nóng của ngọn lửa mọi người mau lên tìm người tìm xem họ còn sống hay không bác cát hô hào mọi người lao vào trong ngôi nhà mà tìm xác của họ nhưng do lửa mới bị dập tắt Nhưng vẫn còn nóng lắm Nên mọi người phải dùng những chiếc áo quấn vào tay Mà lật từng thanh gỗ viên gạch ra để tìm Khi mọi người còn đang tập trung tìm kiếm Thì có một người hô lớn Ôi dồi ơi, tìm thấy rồi các bác ơi Tìm thấy rồi Mọi người nghe thấy thế Liền túng tụng lại chỗ người kia chỉ Đến nơi thì chỉ thấy một cái cánh tay cháy đen lòi ra Bên trên người kia bị những thanh gỗ cháy nham nhở đè lên tất cả tập trung nhấc chuyển từng thanh gỗ ra ngoài để xem là ai thì tất cả đều kinh hãi và xót xa dưới những thanh gỗ ấy chính là hai cái xác của anh chị xuân tài người của họ bị lửa thiêu cháy đen xì xì có rúm cả lại da thịt căng phồng lên có những chỗ còn nứt toác cả ra dỉ máu đỏ lòm lòm khuôn mặt biến dạng đầu tóc bị cháy xém trầu ra cái đầu chọc lông lốc họ chết mà chưa kịp nhắm mắt rồi ôi, sao lại khổ thế hả trời? Gia đình nhà nó có làm cái gì ác độc hay thủ oán với ai đâu, mà lại để xảy ra cái cơ sự này. Một bà hàng xóm bịt mồm mà khóc đấm rứt, thế rồi bà con hàng xóm ai cũng khóc theo, như để tiếc thương cho một số phận, một kiếp người đã vĩnh viễn ra đi. Còn đứa nhỏ, đứa nhỏ đâu rồi? Mau tìm đi! Bác cát giọng run run bảo mọi người cố gắng tìm nốt đứa nhỏ Chính là con của anh chị Xuân Tài Màu lên Chạy cái chiêu ra sân rồi đưa hai cái xác ra đá rồi vào tìm tiếp Nói đoạn bốn người thanh niên Cứ hai người khiêng một cái xác và chuyển ra sân Tiếp sau đó họ lại quay lại vào nhà mà tìm nốt đứa bé Chỉ mong sao nó còn sống Chuyện nó mà chết thì đúng là ông trời không có mắt Mọi người lại tiếp tục chia nhau ra mà bới tìm từng ngóc ngách của căn nhà đã bị thiêu rụi để có thể vớt vát một chút hy vọng mong manh là tìm thấy nó còn sống. Bác Cát đang bới từng đống ngói ở chỗ góc thềm thì đột nhiên bác nghe thấy có một tiếng động rất nhỏ như là tiếng đập cửa phát ra ở đằng sau nhà. Mặc dù trời mưa to, sấm chớp nhưng bác vẫn nghe rõ lắm. Bác vội vàng len lỏi qua từng đống đổ nát mà đi ra phía sau nhà Càng đến gần tiếng động càng rõ ràng Hình như nó phát ra từ phía phòng tắm Bác cố gắng lắng tai nghe thật kỹ Thì đúng là nó phát ra từ trong này thật Cùng lúc này Thì bác cũng nhận ra Là chỉ có cái phòng tắm này Là nó không bị cháy đến Xung quanh cánh cửa đều được dán băng dính Và nhét khăn xung quanh Như để cho khói không lọt được vào Biết chắc đứa nhỏ ở bên trong Một tay bác lấy thanh gỗ Còn tay kia bác chắn trước mặt mà đập vỡ cửa kính mở chốt để đi vào thì bà con ơi đứa bé còn sống nhanh lên mau đưa nó ra ngoài giúp tôi mọi người khi nghe thấy bác cát nói là đứa nhỏ còn sống thì mừng lắm thế là ông trời không tận diệt đường sống của nó rồi nước mắt xen lẫn với nụ cười của họ cứ như đang tiếp thêm động lực một anh thanh niên cởi cái áo đang khoác trên người ra rồi cuốn lên người đứa bé để bế nó ra ngoài đứa bé lúc này đã ngất lịm đi vì kiệt sức trên cổ của nó có một vết rách to lắm chắc do va chạm vào đâu đó nó vẫn đang rỉ máu ướt cả cái áo nó đang mặc trên người nhanh lên đưa nó lên trạm xá để người ta sơ cứu vết thương rồi kiểm tra xem thế nào dạ vâng một anh nhanh chân chạy ù về nhà lấy chiếc xe máy rồi nhờ một người ngồi sau bé lấy đứa bé chạy thẳng lên trạm xá bác cát ơi thế còn hai cái xác này thì làm thế nào? Cứ để ở đây, để mai công an người ta lên còn khám nghiệm rồi điều tra xem sự tình nó thế nào. Tôi là tôi không nghĩ tự nhiên đang yên đang lành nó cháy được thế đâu. Thằng Cường, mày chạy về nhà lấy cái bạt với mấy cái cọc ra đây căng lên để che chắn nước mưa. Thằng Cường là con của bác Cát, lúc nãy nó cũng sang đây dập lửa rồi tìm đỡ mọi người quần áo vẫn còn đang lấm lem thấy bố nói thế nó vâng dạ rồi chạy về nhà cầm sang cái bạt với bốn cái cọc đóng xuống bốn góc để chắn mưa cho hai cái xác còn đang nằm co quắp ở dưới cái chiếu kia thôi à, bà con về nhà đi cũng khuya lắm rồi ở lại đây đông cũng không giải quyết được việc gì đâu Bà cát nói với bà con hàng xóm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hai cái xác mà sụt sùi thương cảm thầy bác cát nói vậy thì họ cũng đành ra về mà trong đầu ai cũng không khỏi thắc mắc cớ làm sao mà lại có đám cháy to như thế vào lúc nửa đêm thế này gia đình nhà anh chị xuân tài thật ra cũng không phải là người làng này khoảng hơn chục năm trước người dân thấy có cặp vợ chồng chẳng biết từ đâu chuyển đến chẳng họ hàng thân thiết họ được ủy ban xã cắm cho mảnh đất ở cuối làng rồi xây nhà lập nghiệp luôn ở đó tuy mới chuyển đến nhưng anh chị xuân tài lại rất được lòng bà con yêu quý bởi họ thật thà hiền lành chất phác lại tu chí làm ăn họ có với nhau một đứa con cho đến lúc đám cháy xảy ra thì nó cũng 8 tuổi rồi vài năm trở lại đây người ta thấy anh chị làm ăn phát đạt hẳn lên nhà cửa được tu sửa lại khang trang lắm hỏi ra mới biết là họ làm cái nghề liên quan đến phần âm đó là buôn bán tiền vàng và hàng mã Hàng ngày cứ lũ lượt người từ khắp mọi nơi kéo đến để mua hàng về đốt cho người đã khuất. Rồi còn có cả những mối làm ăn ở xa họ cũng tới, nhất là vào các ngày rằm hay mùng 1, và đặc biệt là vào tháng 7 cô hồn. Hôm xảy ra đám cháy cũng chính là vào ngày rằm tháng 7 cô hồn. Thấy có người kể là tối hôm trước người ta có đi qua nhà anh chị này thì thấy có tiếng cãi nhau to lắm. Chẳng biết là chuyện gì, đang tính ngó vào xem thì lại sợ bị nói là nhiều chuyện nên họ cũng đành thôi mà đi về nhà cho đến tối hôm nay thì xảy ra cái cớ sự này nhớ đến đây bác cát tự nhiên rùng mình lên một cái bác tự nghĩ thầm chẳng lẽ đây là vụ giết người nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng bác cũng không nói ra vì các cụ từ xưa đã nói rồi tội mất không bằng tội ngờ nhớ đâu không phải thì lại mang tiếng đang định quay lưng ra về thì bác thấy có cái bóng người đen thổi lùi, đứng nép sau cái gốc cây đa mà nhìn như đang quan sát mọi chuyện. Cái bóng trông quen lắm, trên miệng người này còn nở ra một nụ cười đầy gian ác. Ai đấy? Ra đây xem nào. Thấy có người gọi, người kia lùi vào trong bóng tối rồi từ từ biến mất. Bác Cát cũng không nghĩ ngợi nhiều, nghĩ là mình hoa mắt nên nhìn nhầm, vì nước mưa vẫn còn đang chảy ướt cả mặt cay xè cả mắt. Sáng ngày hôm sau, chính quyền địa phương cùng với mấy đồng chí công an đến khám nghiệm tử thi và khám xét hiện trường để tìm bằng chứng xem có phải là vụ giết người hay không. Nhưng vì hôm qua trời mưa to quá nên công việc khám xét cũng gặp nhiều khó khăn. Đợt một lúc thì có một đồng chí công an bước ra nói: "Đây là một vụ cháy thông thường thôi, chưa không phải là phóng hỏa giết người gì cả. Bọn cháu đã khám xét rất kỹ rồi." Cho nên bác hãy đưa xác hai người họ về nhà an táng đi Nghe thấy vậy bác Cát cũng chỉ biết vâng dạ Chứ người ta đã nói vậy rồi Thì mình còn nói gì được nữa Ngay trong ngày hôm đấy Người làng gom góp mỗi người một ít Mà tổ chức cho anh chị Xuân Tài Một cái tang lễ nhỏ Ở ngoài nhà văn hóa thôn Vì là họ chết do bị cháy Nên không ai dám đưa về nhà Và cũng ngay trong chiều hôm đó Xác của họ được mang đi chôn còn đứa bé sau khi được các bác sĩ ở trạm sơ cứu tạm thời rồi chuyển lên bệnh viện lớn bởi trên đó có nhiều thiết bị hiện đại thế là người dân lại một lần nữa gom góp chút tiền để đóng viện phí và tiền nằm viện cho nó khoảng hai tuần sau đứa bé xuất viện nó được trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nhận về nuôi vì người dân thời đó còn khổ lắm nuôi người nhà còn trả xong thì nuôi được ai nữa và cũng từ đấy nó chính thức là đứa trẻ mồ côi nhưng sâu trong đôi mắt hồn nhiên ấy Nó vẫn hẳn lên một ánh nhìn đầy thù hận Chắc cũng chỉ con nó Mới biết được toàn bộ nguyên nhân Cái chết của bố mẹ mình Thế đổi bắn đi một thời gian dài sau này Cuộc sống con người đã hoàn toàn khác xưa Một diện mạo mới đã khoác lên ngôi làng an nhiên Cũng như an hòa đói kém ngày nào Những con đường đã được bê tông hóa Những ngôi nhà ngói đỏ ba gian mọc lên ngày càng nhiều hơn Cuộc sống của bà con nơi đây Cũng từ đó thay đổi đi rất nhiều Bà ơi, bà cho con hỏi nhà bác Nhất Tâm có gần đây không ạ? À? Một cậu thanh niên dáng người cao gầy, mái tóc rẽ ngồi, quần áo chỉnh tề, nhìn cũng đẹp trai lắm. Tay xách theo một cái túi màu đen, trông như là quần áo, mà đứng hỏi một bà lão bán quán nước ngồi ở cốc đa đầu làng. À, cậu hỏi nhà bác Nhất Tâm phải không? Cậu cứ đi đến gần cuối làng, cái nhà năm gian to to kia kìa. Bà lão vừa nói tay vừa chỉ về hướng cuối làng để cho cậu thanh niên nhìn theo. "Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. À. Thôi cháu đi bà nhé." Nói xong, người thanh niên xách túi rời đi. Bà lão chỉ nhìn theo rồi lại tự nói một mình. cha cả à, lại đến để xin việc đêm mà." Gia đình ông bà nhất tâm có thể nói là một trong những gia đình giàu có tiếng ở làng An Nhiên. Hai ông bà lấy nhau bằng tuổi nên giờ họ cũng đã ngoài 50 tuổi. Họ có hai người con trai, năm nay cũng đã gần 20 tuổi. Ấy chính là thằng Uy và thằng Tín. Nhà có nghề truyền thống từ đời ông cha để lại, đó chính là nghề buôn bán tiền vàng và hàng mã, đồ dùng cho người âm. Hàng ngày, người sang người vào nhà ông bà tấp nập lắm. Việc nhiều không kể xiết, ông phải thuê đến cả năm người làm, có cả học việc. Mỗi ngày phải đến cả mấy xe ô tô chở hàng đi rồi lấy hàng về Nói không quá chưa đây có thể gọi là thủ phủ của hàng mã ở cái làng an nhiên này Cạnh tranh trực tiếp với nhà ông bà chính là gia đình nhà anh chị Xuân Tài ở bên làng An Hòa Nhưng gia đình họ đã bị thiêu rụi cách đây cũng lâu lắm rồi Nên giờ người ta chỉ biết đến mỗi nhà ông bà nhất tâm thôi Ông Tâm đang ngồi trên cái ghế nhựa chỗ mấy con hình nhân bằng giấy Mà kiểm tra lại sổ sách để chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp theo trở lên tận Bắc Ninh Thì thấy có tiếng gọi ngoài cổng vọng vào cho cháu hỏi đây có phải là nhà bác nhất tâm làm hàng mã không ạ? Giọng nói ấy chính là của người thanh niên vừa nãy đã hỏi bà cụ. Ông Tâm dừng bút ngó nghiêng xem là ai, rồi quay vào nhà gọi lớn. Thằng Uy, thằng Tín đâu rồi? Chúng mày ra xem ai đang gọi ta ngoài cổng kia. Ngủ cái gì mà ngủ suốt từ tối hôm qua đến giờ? Chưa rồi đấy. Thằng Uy lên tiếng trả lời. Ờ, hay, Người ta gọi bố chứ có gọi con đâu Thế à mày không nhìn thấy bố mày đang làm gì đây à Bước ra cổng xem ai đi Thằng Uy thấy bố đang cáu Cũng không dám nói gì nữa Bội vàng chạy ra cổng Anh hỏi ai đấy Mà anh đến nhà tôi có việc gì Thằng Uy cởi trần Mặc quần đùi tóc tai còn bù xù Mắt thì vẫn còn nguyên hai cái cục nhử nhèm Cất cái giọng như thằng mất ngủ lâu ngày mà hỏi Người thanh niên đáp lại Dạ cho em hỏi đây có phải là Nhà bác nhất Tâm không à Em đến đây để xin việc Ờ à, đúng rồi Cái gì xin việc á Thôi nhà tôi đủ người rồi Không cần uh, thêm người làm nữa đâu Anh về đi Vừa nói thằng Uy vừa chỉ tay Ý như đuổi anh thanh niên kia đi Đang định khép cổng thì Ông Tâm từ trong nhà đi ra Sao Có việc gì đấy tôi là Tâm đây Dạ cháu chào bác Cháu tên là Thông Cháu từ xa đến đây là muốn xin việc ở nhà bác ạ à. Thế à Thế cậu à, từ đâu đến đây Mà tại sao lại biết nhà tôi Và còn biết nhà tôi đang cần người làm Thông nhanh miệng trả lời Dạ cháu ở tận Bắc Ninh xuống đây Tại cháu thấy xe hàng của bác hay trở lên trên đó Tình cờ cháu hỏi người ta Thì biết nhà bác đang cần người làm Nên cháu lặn lội tới đây đấy ạ à. Vậy à Đúng thế, nhà tôi cũng đang cần tuyển một người chuyên mang bác hàng lên xe Nếu cậu làm được thì tôi nhận Dạ được chứ hả à? Miễn là bác nhận cháu vào làm Có chỗ cho cháu ăn ở là được Cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt Thôi được rồi Thằng Uy, mày đưa nó vào trong nhà sắp xếp chỗ ở cho nó Lại là con à Bố gọi con sen ra nó làm cho Con đi đánh răng rửa mặt đây Nói đoạn thằng Uy chạy luôn vào trong nhà tắm Mặc kệ ông Tâm đứng ở đó Mẹ đúng là cái thằng lười thối thầy À cậu vào trong nhà chờ tôi một chút Dạ vâng Rồi thằng Thông đi theo ông Tâm vào trong nhà Vừa vào đến nơi Nó bị choáng ngợp bởi không gian rộng rãi Lại thoáng mát của nhà ông bà Tâm Ngôi nhà năm gian khang trang Sân vườn rộng rãi Nhất là cái khu cho công nhân làm việc Thì ước chừng nó phải rộng đến mấy ngàn mét Chứ chả ít đang mải ngắm nghía ngôi nhà thì có một bàn tay vỗ lên vai và một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Anh Thông đấy à? Em là Sen, người làm nhà bác Tâm. Bác bảo em ra đây đưa anh đi tìm hiểu chỗ làm và chỗ ở của anh sau này. Nghe thấy thế Thông quay đầu lại nhìn thì bị đứng hình mất mấy giây bởi cô Sen này tuy chỉ là người đi làm thuê nhưng cô đẹp quá. Mái tóc đen nháy dài chấm ngang lưng khuôn mặt trái xoan hồng hào, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn như biết nói, cái miệng thì không biết có đánh son hay không, mà tươi thắm thế không biết. Đang mải nhìn người đẹp thì... Anh Thông ơi! Anh Thông! Thằng Thông giật cả mình. À, à, vâng, vâng. Vậy phiền cô dẫn tôi đi với. Con sen dẫn thằng Thông đi một vòng quanh khu làm việc nó cũng giới thiệu tỉ mỉ từng công đoạn cho thằng Thông biết Chỗ này là khu nhận hàng từ khách về Còn đây là khu cắt giấy Đằng kia chỗ hoàn thiện Tức là dán giấy trang trí lên Khi hoàn thiện thì sẽ được chuyển vào trong kho Trong đó sẽ có một người kiểm đơn hàng mà khách đặt Sau đó sẽ xếp theo thứ tự rồi chuyển ra xe mang đi đến cho khách Ở đây cũng có bán lẻ cho khách đến tận nhà mua Nhưng không nhiều Chủ yếu là chợ đi các tỉnh Đặc biệt là trên Bắc Ninh cho anh đấy con sen giải thích hướng dẫn một hồi Rồi quay sang hỏi thẳng thông Anh đã nắm rõ được chưa? À tôi rõ rồi Vâng Vậy thì tôi sẽ đưa anh đến phòng ngủ của anh Con sen đưa thẳng thông đến một căn phòng nhỏ Mà ông bà nhất tâm xây riêng cho cánh công nhân Và người đến đây để học việc nhà ở xa không về được nó nằm sát cạnh ngay căn nhà nam gian của ông bà Tâm để nhớ có việc gì gấp ông bà chỉ cần gọi là người làm biết ngay phòng của anh đây con sen mở cửa cho thông vào cất đồ nó nhìn ngó một lát thấy ưng ý rồi nó quay sang hỏi thế phòng của em có gần đây không con sen thấy thằng thông hỏi nó chỉ tay ra căn phòng cách phòng của thằng thông hai căn phòng của em ở kia có gì không biết anh cứ sang hỏi em à, ờ ờ được rồi thôi à, anh nghỉ ngơi đi em đi làm việc đây mà anh bắt đầu làm việc luôn đấy em thấy bác tâm bảo vậy ừ thôi em đi đi thằng thông vào phòng đóng cửa treo quần áo lên cái móc cất mấy đồ lặt vặt cá nhân lên cái bàn gần giường ngủ của mình rồi nó ngả lưng lên giường mắt hướng lên trần nhà như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi nó khẽ nhếch mép lên mà cười một nụ cười đầy ẩn ý Chẳng biết nó chợp mắt được bao lâu thì nó nghe thấy tiếng của ông Tâm trên nhà vọng xuống. "Thông ơi, Thông." "Dạ vâng, bác Tâm ạ." À? "Ờ, ừ, sáng mai 5 giờ dậy bốc xếp hàng lên xe nhé." Ông Tâm khẽ mở cái cánh cửa sổ mà nhìn xuống phòng thằng Thông. Ừ, dạ vâng, cháu biết rồi ạ." À? "Ờ, ừ, thôi ngủ tiếp đi. À mà cậu không dậy ăn cơm mà." Ừ, dạ thôi Lúc xuống đây cháu đã ăn no rồi Ờ ừ. Ông Tâm ở khẽ một tiếng Rồi lại đóng cửa vào mà đi ngủ tiếp Đến khoảng hơn 9 giờ tối Thằng Tín là con thứ hai của ông Tâm Chẳng biết nó đi đâu về Mà người say khướt Đi không vững Dừng vội cái xe máy xuống sân Nó chạy luôn vào nhà vệ sinh Mà nôn thốc nôn tháo Ra cái bồn rửa mặt Vút vút nước lên mặt cho tỉnh bớt cơn say rồi chẳng hiểu lý do gì nó đi sang phòng con sen mà đập cửa ầm ầm con sen ra mở cửa nhận ra là anh tín nó mới nói anh tín anh đi đâu về mà say khớt thế này sao không lên nhà mà nằm cho anh nằm ở đây với nói xong chưa kịp chờ con sen có đồng ý hay không nó lao vào mà ôm chầm lấy con sen con sen sợ quá là toáng lên chạy ra ngoài hiên Thằng Thông đang bên phòng của mình Thấy có động Nó chạy ra thì thấy thằng Tín đang kéo áo con sen mà lôi vào phòng Nó mới chạy đến gạt tay thằng Tín ra mà nói Anh Tín Anh làm cái trò gì thế này Thả cái sen ra Thằng Tín mặt đỏ phừng phừng Hơi thở phả ra toàn mùi rượu Nó nhìn mặt thằng Thông mà quát Mày là thằng nào Mà dám xem vào chuyện của tao Biến ngay không đừng có trách Thằng Tín vừa nói một tay Nó vẫn đang cầm áo con sen mà lôi vào trong phòng Thông chạy đến một lần nữa gạt tay thằng Tín ra Thì bất ngờ thằng Tín vung tay Đấm vào mặt thằng Thông một cái gõ đau Từ khóe miệng của thằng Thông chảy ra một dòng máu đỏ Anh Thông, anh có sao không? Sen vừa méo máu vừa quay sang hỏi thăm Thông Anh không sao Em lên nhà gọi ông bà Tâm xuống đây còn sen đang định đi thì thằng Tín lên tiếng Đứng lại Mày không cần phải gọi Còn thằng kia Mày nhớ mặt tao đấy Mày còn ở nhà tao dài Cứ đợi mà xem Nói đoạn thằng Tín cạnh khạng bước lên nhà trên Mặc kệ cho thằng Thông đang lấy tay lau đi những giọt máu trên miệng Để em đi lấy khăn lau cho anh Thôi không cần đâu Anh không sao Em đi nghỉ đi Nhớ khóa cửa kỹ vào Nói xong thằng Thông đi một mạch về phòng của mình Đóng sầm cửa lại Như đang bực tức lắm Mẹ kiếp Mày cứ đợi đấy mà xem 5 giờ sáng ngày hôm sau Như lời ông Tâm nói Thằng Thông dậy sớm lắm Nó vệ sinh cá nhân Ăn sáng xong xuôi thì thấy con sen đứng ngoài cửa nói vọng vào Anh Thông ơi Bác Tâm bảo anh ra xếp hàng nhanh Để người ta còn chở hàng đi Không lại muộn mất đây là giọng của con sen thằng thông đáp lại ngay ờ ừ, anh ra ngay đây hôm qua anh có bị làm sao không em em cảm ơn không sao đâu em đi làm việc của mình đi nói đoạn thằng thông đóng cửa rồi chạy thẳng ra nhà kho mặc kệ cho con sen vẫn còn đang cảm thấy áy náy ra đến nhà kho thì đã có tới hai con xe tải đứng chờ sẵn thằng thông và một thằng nữa chia nhau mỗi đứa một xe mà bốc xếp hàng lên toàn là đồ hàng mã nhẹ thì nhẹ thật nhưng loay hoay cũng phải mất gần hai tiếng mới xong xe rời khỏi cổng cũng là lúc thằng thông được kỳ tay mồ hôi đầm đìa cả cái áo nó đang mặc đưa tay lên vuốt vuốt những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt cay xẻ cả mắt sao buổi đầu làm việc có mệt lắm không dạ cũng không mệt lắm đâu bác ờ Thôi về phòng nghỉ ngơi chút đi Lát ra đây làm đỡ mọi người Vâng Dứt cầu thằng thông lững thững bước từng bước mệt mỏi về phòng của mình à, Anh Thông ơi Anh Thông Còn sen tay cầm cốc nước đang định bước vào phòng Thì nó nhìn thấy thằng Thông cởi trần Mà bật quạt thốc thẳng vào người Lăn quay ra giường thở phì phò Nghe thấy tiếng con sen ngoài cửa Thằng Thông vội bật người dậy mà lắp bắp à, à, Em đấy à anh xin lỗi, tại nóng quá, em vào đi. Nói đoạn, nó vừa vội lấy cái áo mà mặc lên người, rồi mở cửa mời con sen vào. Anh uống nước đi, bác Tâm bảo em mang cho anh. Ờ, ừ, anh xin, cảm ơn em. Vừa nói thằng Thông vừa đưa tay đỡ lấy cốc nước từ tay con sen mà uống ừng ực. Xong xuôi để cốc nước xuống bàn Nó quay sang hỏi con sen Mà em làm ở đây lâu chưa? Em làm ở đây lâu rồi Con xem từ từ kể lại mọi chuyện Vì sao nó được vào đây làm Nó sống cùng với mẹ Nhưng mẹ nó mất sớm vì tai nạn Được ông Tâm nhận về nuôi Tạo công ăn việc làm Rồi còn cho ở luôn trong nhà Nhà ông bà Tâm coi nó như người thân trong gia đình Nó cũng biết điều Nên cố gắng làm việc thật chăm chỉ Để không phụ lòng của họ Thằng Thông nghe xong chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ thương cảm rồi nó nói hoàn cảnh của em cũng giống như anh bố mẹ mất sớm không người thân thích may sao anh được biết nhà bác tâm đây cần tuyển người làm nên anh mới mạnh dạn tới đây xin việc cũng may là bác ấy đồng ý cả gia đình anh đây hả con sen chỉ tay vào cái tấm ảnh để ở trên cái tủ đầu giường mà hỏi ừ bố mẹ anh đấy họ còn trẻ như vậy mà đã mất rồi sao cũng do tai nạn bất ngờ thôi em đâu ai biết được trước Thế à, con sen với thằng Thông đâu rồi? Không ra làm đỡ đi à? Nghỉ hơi lâu đấy nhá Giọng của bà nhất thè thé vọng từ trên nhà xuống làm cả hai đứa chúng nó giật mình Vội vàng đứng dậy, nhanh chân bước ra chỗ làm Bà nhất dáng người cao to mũm mĩm, mắt híp Trên miệng còn có cái nốt ruồi to tổ bố nằm chạy anh ở mép Bà nổi tiếng là người khó tính nhất nhà Quản người làm rất nghiêm chứ không như ông Tâm trong nhà bà yêu quý nhất là thằng uy bởi vì tính nó hiền lành lại chịu khó biết nhìn xa trông rộng nhanh trí trong công việc còn thằng tín thì bà suốt ngày la mắng vì nó chẳng giúp đỡ được gì cho bà mày lại còn phá phách chơi bời mày đã không giúp được gì cho tao với bố mày thì đừng có phá phách nữa còn với chả cái suốt ngày nhậu nhẹt bê tha tính của bà là như thế công việc lúc nào cũng là trên hết Sở dĩ bà dục thẳng thông với con sen xuống làm việc cấp là bởi vì hôm nay đã là 12 tháng 7 âm lịch, còn 3 ngày nữa là tới 15. Người ta cũng giảm đông lắm, không làm kịp lại chả có hàng mà bán cho khách người ta lại chửi vào mặt cho. Bố mẹ ơi, qua ngày 15 cả nhà mình xã một bữa cho thoải mái, lâu lắm rồi con không được đi chơi đấy. Thằng Tín ngồi trên cái ghế gỗ trong nhà, Nắc cởi trần mặc quần đùi vén lên đến tận bẹn gác chân lên bàn uống nước và nói với cái giọng lấc cất bà nhất đang đưa tay lên mồm liếm vào cái ngón tay rồi đưa xuống đếm cái cục tiền cầm chặt cả tay mà vừa đếm vừa nói mày thì ngày nào là không đi chơi nếu chịu khó thì tao chả tiếc cái gì thôi được rồi cũng lâu rồi cả nhà không đi chơi quà rằm cho chúng mày đi chơi thoải mái Ông Tâm nhất trí với ý kiến của thằng con quý tử Ôi rồi ôi Bố là nhất Thế mới là bố của con chứ Thằng tí nó vỗ tay đánh đét một cái vào đùi Rồi cười lên hô hố Một buổi sáng vui vẻ cứ thế trôi qua Trong gia đình nhà ông bà nhất tâm Nhưng có một điều họ không ngờ được Đó là người tính không bằng trời tính Cơn mưa máu chuẩn bị ập xuống gia đình họ Bởi có một ánh mắt sắc lẹm nấy giờ vẫn chăm chú theo dõi từng người, từng người một. Số là tối hôm ấy thằng Tín một lần nữa lại say xỉn. Nó đi về đến nhà mở cổng như một thói quen lại mò sang phòng của con sen, đứng ngoài mà đập cửa ầm ầm. Nhưng không thấy con sen ra mở cửa vì nhớ lời thằng Thông là dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng có mở cửa. Cày cú nó chửi thề vài câu rồi lững thững đi ra. Khi vừa mới đặt chân ra khỏi khu dành cho người làm Thằng Tín thấy thấp thoáng có một bóng đen xì xì lấp ló sau cái cây mít ở cuối dãy nhà. Mẹ! Thằng chó nào đây? Dám đột nhập vào nhà ông ăn trộm mà Thằng Tín liếu hết cả lưỡi, nói với cái giọng lẻ nhẹ của một tên say rượu. Không thấy trả lời, đang định chửi tiếp, thì cơn buồn nôn tự nhiên ập đến do hốc nhiều rượu quá. Nó cúi gập người phun luôn ra sân. Khi ngẩng lên thì lại không thấy cái bóng đâu nữa bộc một cái Thằng Tín cảm thấy Đầu của mình đau nhói như có vật gì Đập vào Nó sợ tay ra sau gáy thì thấy ươn ướt Nhìn lại thì tá hỏa nhận ra là máu Chưa kịp định thần Thì bộc thêm một cái nữa Nó ngất lịm đi Không còn biết trời trăng gì nữa Khi tỉnh dậy thấy mình bị trói Cả tay lẫn chân quạt ra đằng sau Mồm thì bị nhét rẻ Nó chỉ ú ớ mà kêu không thành tiếng Cái bóng từ từ tiến lại gần lúc này thằng tín như không tin vào mắt mình nó cố gắng dãy rủa nhưng không thành mắt nó trợn trừng trừng mà nhìn chằm vào cái bóng kia cái bóng nọ khẽ nở ra một nụ cười ở khóe miệng rồi như không đợi lâu thêm nữa nó rút trong người ra một con dao một tay nó nâng đầu của thằng tín lên tay còn lại vạch vạch một đường lên trán của thằng tín đau quá thằng tín dãy rủa trong vô thức và nó cũng nhận ra rằng cái bóng kia không phải là ma mà là người Cơn đau cũng chưa kịp qua đi Thì cơn đau mới đã đến Người nọ nhanh như cắt Nó lấy một cái sợi dây thép gai một đầu Vòng vào cổ thằng tím Đầu còn lại vắt lên một nhánh cây to của cây mít Rồi giật mạnh một cái Thằng tím treo lơ lửng trên không Mắt nó lúc này đã vặn lên những tiêm máu đỏ lòm lòm Biết mình sắp chết Nó dùng chút sức lực cuối cùng mà dãy rủa Nhưng càng dãy Sợi dây thép gai càng thắt chặt vào cổ khiến cho lớp da ở cổ của nó bị xé toạc cả da máu phun thành từng dòng nhỏ tong tỏng xuống nền gạch thằng tín chết tươi tại chỗ mà những người trong gia đình và đám công nhân không hề hay biết sau khi chắc chắn thằng tín đã chết người nọ cũng từ từ lùi vào trong bóng tối mà biến mất sáng ngày hôm sau khi vẫn còn đang trong nhà bà nhất không thấy thằng tín đâu bà mới hỏi thằng uy thằng tín à, tối qua nó không về nhà Mày dậy đi tìm nó xem nào Thằng Uy giọng ngái ngủ trả lời lại bà nhất Nó lớn rồi chứ còn bé nữa đâu mà mẹ Tối qua còn làm việc muộn Giờ vẫn còn đang buồn ngủ đây này Mẹ cứ kệ nó đi Nói đoạn thằng Uy quay mặt vào trong tường mà ngủ tiếp Bà nhất đang định lấy điện thoại ra gọi Thì con bé sen giọng thất thanh chạy lên nhà Mà run rẩy nói với bà Bác ơi, anh anh tín treo cổ chết ở góc sân chỗ cây mít rồi Bà nhất như không tin vào tay mình Bà nắm chặt tay con sen mà hỏi lại Cái gì? Mày nói cái gì? Anh tín treo cổ chết ở cuối sân kia kìa bác ơi Không không, không. Mày nói lão, Tao không tin Tránh ra Cạt con sen ra một bên Bà chạy thẳng ra cuối sân Xuống bậc thềm còn bị ngã dưới rồi Ông Tâm với thằng Uy thấy bà nhất gào khóc cũng chạy ra xem túm lấy cổ áo con sen Ông Tâm như mất bình tĩnh mà hỏi dồn dập Cháu thấy nó chết khi nào Tại sao nó lại chết Ai đã giết nó Cháu cháu không biết Sáng ngày cháu vừa ngủ dậy thấy có vệt máu cạnh phòng mình Cháu đi ra theo đến tận cuối sân Thì thấy xác của anh tím trao lủng lẳng trên cây mít Sợ quá cháu mới chạy vào gọi bác đấy ạ Thấy có đồng Đám công nhân cũng kéo ra xem Ông Tín cùng thằng Uy chạy ra tới nơi thì bàng hoàng đau đớn nhìn thấy đứa con của mình chân tay bị trói chặt mồm nhát rẻ bị treo cổ trên cây ông nhờ mấy anh em công nhân tháo dây để đưa xác con trai mình xuống khi hạ được xác thằng tín xuống ai nấy đều không khỏi kinh sợ cái xác của thằng tín đã cứng đơ đơ cây dây trói tay chân đã được tháo ra nhưng nó vẫn giữ nguyên vị trí cũ mà không duỗi thẳng ra được mắt vẫn trợn trừng trừng Đặc biệt là sau khi thằng Thông tháo cái rẻ ở mồm của nó ra Thì một dòng máu đen xì tanh tưởi trào ra khỏi miệng Bốc lên cái mùi khó chịu Sọc thẳng vào mũi của tất cả mọi người Con trai của tôi Ai Ai đã làm ra nông nỗi này Trời ơi Bà Nhất khóc lóc thảm thiết Quỷ mọp xuống mà ôm lấy xác Đứa con trai chết thảm của mình Cái gì thế này Bố nhìn xem Cái gì thế kia Thằng Uy vừa nói Nó vừa chỉ tay lên cái vệt máu đã khô đen Ở trên trán của thằng Tín Ông tầm cuối người để nhìn cho rõ Thì ông phát hiện ra trên trán của con trai mình Là con số 15 Được khắc bằng vết rào rất sâu 15 Số 15 Tốt của kẻ nào lại nhắm vào người nhà mình đây Số 15 là ý gì Đang suy nghĩ một hồi Thì bà nhất đứng phát dậy mà túm lấy cổ áo của ông Tâm bà nói Ông phải tìm ra kẻ đã giết con trai của mình Ông hiểu chưa? Bà bình tĩnh đi được không? Bà nghĩ tôi không đau buồn hay sao? Ông Tâm nắm lấy tay bà nhất mà an ủi Thế rồi một cái đám tang được lập ngay sau đó Chính quyền và công an cũng tới Họ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Và đưa ra kết luận thẳng tín chơi ma túy lên cơn ngáo rồi tự hại mình. Chứ chẳng có ai hại nó cả. Vì khi người ta xét nghiệm thấy trong máu của nó có phát hiện ma túy, và thằng này cũng nghiện lâu năm. Nhưng ông bà Nhất giấu giếm không để người ngoài biết. Bà Nhất không tin, quyết làm cho đến cùng thì ông Tâm mới nói. Thôi, còn nó cũng đã chết rồi, bà để cho nó yên nghỉ được không? Họ đã kết luận như vậy rồi thì còn nói được cái gì nữa? Chiều ngày hôm đấy, thằng Tín được đưa luôn ra đồng chôn cất. Ông Tâm và bà Nhất về nhà cũng chẳng buồn ăn cơm. Bà Nhất thì vào phòng nằm mà khóc vì thương con. Còn ông Tâm ngồi như đang suy nghĩ một điều gì đó mà ông chưa thể hiểu được. Chắc chắn đây không phải là tự sát. Rốt cuộc, số 15 có ý nghĩa gì? Ông Tâm nghĩ thầm trong đầu mà vẫn không thể hiểu được. Bố ơi, bố đi ngủ đi, Cả ngày hôm nay bố đã mệt rồi Mai còn phải tiếp tục công việc nữa Thằng Uy từ trong phòng bước ra Ngồi cạnh bố nó vẻ mặt cũng buồn lắm Nó cố bảo bố nó đi ngủ giữ sức khỏe Chứ ông ở độ bệnh thì ai lo được công việc bây giờ Nghe lời thằng con trai Ông Tâm cũng đi vào buồn Nhưng gọi là ngủ Chứ ông cũng có ngủ được đâu Ở phòng bên cạnh bà nhất khóc lóc một hồi mệt quá Thì thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay nhưng khi tỉnh dậy thì bà hoảng hốt vì phát hiện ra mình đang nằm dưới gốc cây mít nơi thằng con trai bà vừa thắt cổ chết hôm trước đang tính đứng dậy đi vào thì bỗng nhiên bà thấy cảnh mít rung lên bần bật rồi một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi đến khiến cho bà run lên cầm cập lạnh toát cả sống lưng mẹ ơi con chết oan quá con bị người ta giết Cứu con với con đau quá mẹ ơi Một giọng nói phát ra từ trên cây mít Nghe nó âm vang lắm Lành lành cứ như một người nào đó dí sát miệng vào tay bà mà nói vậy Bà ngước mắt lên nhìn Thì trời ơi là thằng Tín Chính là nó Mắt nó trắng giá người bê bết máu đỏ lòm lòm Cái lưỡi thẻ ra vắt ra một bên Mà lắc lư trên sợi dây đang treo cổ nó Nó cúi cằm mặt xuống đất chẳng nói chẳng rằng rồi tự nhiên ngẩng phát mặt lên mà nhìn thẳng vào bài nhất rồi cười lên thanh khách quá hoảng sợ bà chỉ kịp hét lên rồi bật dậy mồ hôi vã ra như tắm thì ra chỉ là mơ còn tội đúng là nó bị người ta giết mà bà nhìn lên đồng hồ thì đã thấy hơn mười hai giờ đêm không thể ngủ được nữa bà cứ nằm lăn qua lăn lại như là cá rán được một lúc mắc tiểu Bà đành phải dậy đi vệ sinh Sau khi giải quyết xong Đang tính đi lên nhà Thì bà nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng của thằng Thông Tao đã nhắc trước rồi mà mày không nghe Vậy thì cho mày chết Bà nhất đang định đập cửa hỏi cho ra gốc rễ Có phải nó giết con trai bà hay không Thì từ đằng xa Bà thấy có bóng người mặc quần áo trắng toát Đang tiến đến chỗ mình Nghĩ là lại gặp ma Bà lùi ra sau vài bước đang định hô lên rồi chạy, thì cái bóng người kia ập đến chụp cái bao tải lên đầu bà, rồi dùng một thanh cõ đập mạnh vào đầu bà một cái. Bà nhất ngất lịm, không biết gì nữa. Khi bà tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà kho, xung quanh tối om om, chân tay cũng bị buộc chặt, đầu đau nhói, máu vẫn đang rỉ ra nhỏ giọt xuống nền nhà. Điện bật sáng lúc này, bà mới nhận ra cái bóng kia không phải là ma, mà là người nó đang ngồi ngay trước mặt của bà bà nhất vội ngẩng đầu lên để xem là ai thì như không tin vào mắt mình là mày sao tại sao lại là mày chứ nhà tao đối xử với mày không tệ coi mày như người thân trong gia đình vậy mẹ à? mà mày lại đi giết chưa kịp nói dứt câu thì phập một cái con dao căm thẳng vào ngực trái của bà nhất bà gục xuống máu từ miệng trào ra tay vẫn chỉ thẳng vào mặt tên sát nhân kia, rồi từ từ tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng. Cho tới sáng hôm sau, cũng vẫn lại là con sen nó phát hiện ra xác của bà nhất. Tất cả mọi người lại hoang mang lo sợ, không biết nhà ông Tâm đã làm ra chuyện gì mà để chết những tận hai mạng người trong gia đình. Lần này công an cũng xuống, họ khoanh vùng rồi lấy lời khai của từng người trong sở nhà ông Tâm để phục vụ công tác điều tra nhưng điều khiến họ lo sợ nhất là một ngày nào đó, biết đâu tên kia sẽ tìm đến họ mà giết. Nhưng ông Tâm đã kịp trấn an và xin mọi người làm cho ông nốt ngày 15 tháng 7. Xong, ông sẽ cho mọi người nghỉ. Nghỉ cũng tội và cũng thương. Chứ bây giờ mà nghỉ hết thì coi như xong với ông Tâm. Thế nên ai cũng đồng ý ở lại làm nốt qua ngày 15 rồi xin nghỉ. Đám tàng của bản nhất cũng như thằng Tiến được tổ chức nhanh lắm sáng tổ chức chiều mang đi chôn vì ở tháng này theo quan niệm của người dân đang là tháng mở cửa mà ma quỷ được phép lên dương thế mà ăn đồ bố thí của người dân nếu không chôn ngay nó lại nhập tràng thì còn khổ nữa mấy người làm nhà ông tâm họ ngồi làm việc mà bàn tán với nhau về cái chết của thằng tín và bà nhất rôm rả lắm đúng lúc thấy thằng uy đi đến tất cả đều im bặt cháu vừa xin phép bố cháu rồi các bác làm nốt chiều ngày mai thôi Xong về sớm Chứ ngày rằm ai chẳng muốn quây quần về với gia đình Đây Các bác cầm lấy chút tiền Coi như là tiền công tháng này ứng trước Vừa nói thằng Uy vừa cầm sắp tiền giải cột Mà phát cho từng người một Rồi cúi đầu cảm ơn Em không cầm đâu anh Nhà em ở tận Bắc Ninh Xa quá có khi em không về nữa Thằng Thông nhất quyết không cầm mặc dù thằng uy dúi cả nắm tiền vào tay nó nó bảo nó sẽ ở lại đây biết đâu giúp được chuyện gì cho hai bác thằng uy thấy nó nói như vậy cũng đành chấp nhận con sen thì không cần phải nói rồi nó là đứa trẻ mồ côi được ông tâm mang về nuôi dưỡng cho ăn ở giờ mà bảo nó đi thì nó biết đi đâu thôi được rồi tôi xin cảm ơn mọi người thằng uy cúi gặp người cảm ơn trước khi nó bước lên nhà để lại đằng sau ánh mắt đầy thương cảm của mọi người dành cho gia đình của nó. Đúng chiều ngày 14, ông Tâm cho mọi người nghỉ sớm còn ra bắt xe mà về quê. Sau khi công an lấy đủ lời khai và xác nhận họ không liên quan tới cái chết của bà nhất, ông Tâm tới bắt tay từng người một mà cảm ơn, hẹn một ngày sớm nhất sẽ gọi mọi người trở lại làm. Xong xuôi, ông xuống dưới phòng của con sen và thằng Thông ông nói thôi à, hai đứa lên luôn trên nhà bác mà ở bây giờ còn có ai nữa đâu lên đây à, cho có bác có cháu nhà đỡ hiu quạnh con sen và thằng thông thấy ông tâm nói vậy chúng nó cũng không từ chối vì khi có bốn người nhớ có chuyện gì thì còn giúp đỡ được cho nhau cuộc sống là như vậy lúc khó khăn mới biết ai thực sự là người tốt với mình nhưng cũng có khi kẻ ở lại chưa chắc đã là người tốt người ra đi chưa chắc đã xấu sau khi ăn cơm tối xong, ai về phòng người nấy, ông Tâm đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, thì ông nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cứ ba tiếng một nó vang lên khô khốc, rồi cả tiếng cười, nói khanh khách ở ngoài cửa sổ. Ông vội vàng tiến đến cửa sổ, mở thật nhanh thì lại chẳng thấy có ai. Đang định thỏ tay ra khép lại cánh cửa thì có một bàn tay lạnh toát tóm lấy tay của ông. Cái lạnh nó thấu lên cả đỉnh đầu. Ông Tâm run bẩn bật, chân đứng không vững khi nhận ra ấy chính là hồn ma bà nhất cùng với thằng tín người có họ máu me be bét thằng tín lớp ra trên cổ của nó bị tuột xuống chờ cả lớp thịt còn bà nhất thì con dao còn cắm nguyên ở ngực hồn ma của mẹ con nhà bà ấy đang hiện về ngay trước mặt ông rồi một giọng nói lanh lạnh vang lên ông tâm ơi mẹ con tôi chết thảm lắm tất cả là do ông nếu ngày xưa ông không hại chết người ta thì mẹ con tôi đâu phải chết như vậy Rồi nó cũng sẽ tìm đến ông Để mà đòi mạng thôi Nói xong Hai mẹ con bà nhất nhìn thẳng vào mặt ông Tâm Cười lên kinh dị Hồn má của họ cũng từ từ biến mất Trước khi ông Tâm kịp nhận ra Ông Tâm ngồi sụp xuống giường Mồ hôi vã ra như tắm Cô nhớ lại chuyện ngày xưa Chính ông đã phóng hỏa thiêu rụi căn nhà Giết chết hai mạng người đó Đó chính là anh chị Xuân Tài ở bên làng An Hòa. Hôm đó là vào 10 giờ tối. Bác Tâm đấy à? Sao hôm nay bác sang nhà em muộn thế? Em mời bác vào uống nước. Anh Tài nhanh chân ra mở cổng mời ông Tâm vào trong nhà. Vì hai người bọn họ cũng có mối quan hệ thân thiết trong công việc làm ăn. Thế này cô chú nhá, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Hôm nay tôi sang đây là muốn nói với cô chú chuyển lại cho tôi cái mối hàng ở trên Bắc Ninh. Tôi sẽ trả cho cô chú một số tiền lớn. Thế nào, được không? Dạ không được đâu bác ơi, nếu làm thế nhà em mất uy tín với khách quá, rồi ấy, chuyển cho bác mối đấy thì em biết bán cho ai. Người dân, người làng người ta lại không ưa chuộng cái đồ đấy nhiều. Em còn con nhỏ nữa mà, nó mới có 8 tuổi thôi, em còn phải nuôi nó nữa chứ. Ông Tâm vùng vằng đứng phát dậy mà hừ một tiếng. <laughs> được rồi, nếu cô chú không đồng ý thì thôi tôi cũng không ép nói đoạn ông tâm đứng dậy đi về luôn ra đến cổng còn lò bầu trời thầm mẹ trần ướt trần giáo tới đây cấp mối làm ăn của tao tao đòi lại còn dở giọng không trả được rồi mày cứ chờ đấy lão tâm nói là đi về nhưng thật ra là lão đi mua một căn xăng to lắm núp dưới gốc cây đà mà chờ tới nửa đêm khi cả nhà anh chị xuân tài đi ngủ hết lão mới mò ra đổ toàn bộ can xăng vòng quanh căn nhà rồi nhấn tâm châm lửa đốt ngọn lửa cháy bùng bùng nuốt trọn căn nhà nhưng cũng may lúc đấy anh tài nhanh trí người thấy mùi khói mới hô hoán vợ con mình dậy có cháy rồi nhanh được con vào phòng tắm đóng kín cửa dùng khăn ướt băng keo bịt kín tất cả các chỗ hở xả nước liên tục nhanh lên nói đoạn anh tài chạy ra nhà mà hô hoán nhưng trong nhà toàn là đồ dễ bắt lửa nên cháy to lắm bất lực nhìn toàn bộ gia sản trái thành cho đang tính đập cửa chạy ra ngoài thì thấy cổng đã bị ai đó khóa trái anh lắc mạnh nhưng không được chạy vào trong nhà thì mới lên được trên thềm nhà anh bất ngờ bị thanh cỗ trên gác rơi trúng anh tải ngất lịm đi chị xuân sau khi đưa đứa con vào nhà tắm chạy ra xem chồng thế nào thì thấy anh nằm cục ở sân chị chạy lại lai lai một lúc không thấy anh trả lời cố hết sức nhấc tấm gỗ trên người anh ra thì không tài nào nhấc nổi khói sộc thẳng vào mũi khiến chị khó thở. Cố gắng một lúc, chị cũng bất tỉnh mà ngã nằm đè lên anh Tài. Toàn bộ căn nhà sập xuống đè lên hai con người tội nghiệp. Nhớ đến đây, bất giác ông Tâm thấy rùng cả mình. Giờ nghĩ lại ông thấy vô cùng hối hận, chỉ vì một lý do vô cùng nhỏ bé mà ông đã tước đi mạng sống của hai người. Bây giờ thật sự quả báo đã tìm đến với ông. Vợ con của ông đều đã bị người ta giết, nhưng là ai mới được một câu hỏi tự đặt ra trong đầu. Đứa bé, chính xác là đứa bé. Ông nhớ rõ là anh Tài có nói anh còn đứa con 8 tuổi, nhưng khi người ta mang xác ra ngoài thì chỉ thấy có hai cái xác. Vậy thằng bé ở đâu? Nó còn sống hay đã chết? Rõ ràng là ông cũng từng nhiều lần qua nhà anh Tài mà không bao giờ gặp đứa bé đó là sao? Không lẽ chính là nó đang trả thù gia đình nhà mình. Tự đặt câu hỏi rồi cũng tự trả lời. Ông Tâm liền ngồi bật dậy Lục lọi toàn bộ các giấy tờ ngày xưa Để tìm số điện thoại Mà không tài nào tìm thấy Có lẽ ngày xưa khi ông giết vợ chồng anh chị Tài Đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ Bỏ luôn cả chiếc điện thoại Từng liên lạc khi xưa Hột hẫng Ông cố gắng nhớ lại hồi ức Khi xưa xem còn sót lại gì trong đầu hay không Nhưng cũng vô ích Không không Anh Tín ơi Đừng bể dọa em nữa mà Tiếng con bé sen kêu thất thanh ở phòng bên cạnh. Ông Tâm vội vàng mở cửa chạy sang thì thấy nó đang quỳ xuống đất Và vái như tế sao vào không trung. Sen, cháu sao thế? Bác Tâm, anh Tín, anh Tín, anh về tìm cháu. Nhìn anh ấy sợ lắm bác ơi. Cháu đứng dậy đi, không sao rồi. Ông Tâm tiến lại gần dìu con bé Sen ngồi lên trên giường Mồ hôi của nó đang chảy đầm đìa trên mặt, người nó run lên cầm cập. "Cháu sợ lắm bác, anh đòi giết cháu bác ơi, cháu không hiểu là vì sao nữa." Ông Tâm lấy tay vỗ vỗ lên vai con sen, vừa để an ủi và cũng để cho nó đỡ sợ. Thật ra ông cũng đang có suy nghĩ giống như nó, là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. "Thôi à không sao đâu, cháu cố gắng ngủ đi." Con sen nó vẫn sợ nhưng có vẻ đã ổn hơn đôi chút khi thấy có người sang. Ông Tâm cũng quay trở lại phòng của mình mà cố gắng dỗ vào giấc ngủ. Một đêm cứ thế trôi qua trong nỗi bất an của tất cả mọi người. Cho đến sáng ngày hôm sau, thằng Uy đang nằm ngủ, thì thấy thằng Thông chạy sổng sộc vào mà hô lớn. Anh ơi, con xe nó chết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Thằng Uy bật người dậy chạy sang phòng của ông Tâm rồi gọi ông ấy dậy. Sáng tới nơi, ai nấy đều kinh hoàng khi chứng kiến cái chết đầy thương tâm của con bé Sen. Ai đó đã cắt cổ của nó, máu chảy ướt cả chiếc gà chạy giường, thấm qua cả cây cối mà nhỏ xuống nền gạch. Cũng giống như cái chết của bà Nhất và thằng tiến trên trán của con cũng có một con số bí ẩn. Ông Tâm nhìn kỹ thì thấy đó là con số 2. Bố ơi, Sao ai chết cũng đều có những con số ở trên trán thế này 15, 7 Rồi bây giờ là hai. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả bố Thằng Uy như phát điên Nó không giữ được bình tĩnh nữa Vì nó cũng đang lo sợ một ngày nào đó Nó sẽ là nạn nhân tiếp theo Trong chưa đầy một tuần Mà ba mạng người đã ra đi vĩnh viễn. Ông Tâm gần như suy sụp Người ông gầy đi trông thấy Tóc cũng bạc hơn rất nhiều Vì lo nghĩ và hối hận Đám tàng của con sen cũng diễn ra nhanh chóng Cũng giống như hai cái xác trước phía công an Người ta cũng kết luận nó bị trầm cảm vì sợ hãi Mà sinh ra tự tử chứ chẳng bị ai giết cả Vì con sen là đứa trẻ mồ côi được ông mang về nuôi Nên ông cũng trồn nó trong khuôn viên bên ngoài ghế địa của nhà mình Và cũng cho nó một chỗ để thờ tự trong nhà Chiều tối khi vừa đưa xác con bé sen ra đồng Ông Tâm đang ngồi chán nản ngoài sân thì có tiếng người gọi cửa ở bên ngoài cổng vọng vào. À, cho tôi hỏi đây có phải là nhà bác nhất tâm không à? Ai đấy? Chào tôi một tí. Ông Tâm cố gắng chống tay xuống nền nhà mà nhộm người dậy, lết từng bước chân nặng nhọc ra để mở cổng. Cô là ai? Cô đến tìm nhà tôi có việc gì? Bác không nhận ra tôi sao bác Tâm? Tôi Thúy làm ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi đây mà. Ông Tâm nhìn chằm chằm vào cô Thúy rồi như chợt nhớ ra. À, à tôi, tôi nhớ ra rồi, đúng là cô Thúy. Lâu lắm rồi không gặp, phải đến hơn 10 năm rồi đấy nhỉ. Thế hôm nay cô đến đây có việc gì không? À tôi quên mất, mời cô vào nhà đã. Ông Tâm mở to cánh cổng để cô Thúy dắt chiếc xe máy vào trong sân. Cô ngồi đi, để tôi đi lấy nước. Dạ vâng, bác cứ để tôi tự nhiên. Ông Tâm với lấy cái cốc rót ra một cốc nước lọc rồi để trước mặt cô Thúy Ông nói Thế hôm nay cô đến đây có việc gì không? Thật sự là mãi tôi mới nhận ra cô Dạ vâng cũng chả giấu gì bác Hôm nay em đến đây chủ yếu là để thăm thằng cu chính Vì ngày xưa bác đi gấp quá Tôi không kịp xin thông tin gì của bác Mãi mới đây tôi mới nhớ ra Nên à, lặn lội từ xa hỏi thăm mãi mới tìm được nhà bác đấy À vâng mà giờ nó không phải là thằng chính nữa. khi về nhà tôi thì tôi đổi khai sinh cho nó và gọi nó là thằng uy. phải công nhận là bác tình cảm và nhân đức quá. thằng bé khổ lắm. ngày xưa bố mẹ mất sớm vì hỏa hoạn. thằng bé thì may mắn giữ được mạng sống. nhưng à, di chứng để lại là một vết sẹo lớn trên cổ và ảnh hưởng tâm lý sâu nặng. nó được chuyển lên trung tâm của bọn tôi. về sau may mà có bác nhận nuôi nên nó mới được may mắn như ngày hôm nay đấy. À, đây, tôi cho bác xem tấm ảnh hồi nhỏ của thằng bé chụp cùng với gia đình. Tội lắm bác ạ. À. Nói đoạn cô Thúy lôi từ trong túi sách ra cái tấm ảnh đã bạc màu nhưng vẫn nhìn rõ lắm. Ông Tâm cầm lấy tấm ảnh trên tay mà không thể tin vào mắt mình nữa. Da gà của ông nổi lên, mồ hôi cứ thế vã ra như tắm. Đánh rơi cả tấm ảnh xuống bàn vì ông nhận ra hai người trong bức ảnh chính là anh chị Xuân Tài, người mà ngày xưa ông đã phóng hỏa giết chết bọn họ. Không, 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 không phải như vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Có gì đâu mà không phải. Giờ ông mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Thằng Uy, à không, giờ phải gọi là thằng chính mới đúng. Nó bước từ trên cầu thang xuống sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà hai người họ nói với nhau nó định tối nay giết nốt ông tâm rồi bỏ trốn nhưng không ngờ cô thúy lại tới thành ra nó phải lộ diện tay nó cầm con dao lăm lăm tiến tới chỗ ông tâm mặt nó đanh lại mắt vằn đỏ lên mà nói như hét vào mặt ông có biết là tôi đã nhịn nhục bao nhiêu lâu rồi không phải cố gắng sống của một kẻ đã giết bố mẹ mình mà không làm gì được ông có biết cái cảm giác nó như thế nào không hả hơn 10 năm rồi 10 năm đấy ông biết không Chính ông Chính ông đã cướp đi một gia đình hạnh phúc Cướp đi mạng sống của bố mẹ tôi Biến tôi thành đứa trẻ mồ côi Giờ tôi đòi lại ông gấp đôi Thì có gì mà không được Thằng chính đã vừa khóc vừa cười lên man dài Mà túm lấy cổ áo của ông Tâm giật giật mấy cái Để tôi giải thích cho ông hiểu ý nghĩa Của những con số trên trán của vợ ông thằng Tín và con Sen nhé Để ông đỡ phải thắc mắc trước khi chết Hơn 10 năm về trước ngày 15 tháng 7 Hai mạng người Ông đã hiểu chưa Và hôm nay cũng chính là ngày 15 Tôi sẽ cho ông về đoàn tụ với vợ con của ông Thông Mày ra chói tay trần lão lại cho tao Sau khi lão chết Toàn bộ tài sản thất thuộc về mày Tao chỉ cần cái mạng của lão thôi Thằng Thông từ trong phòng bước ra Hóa ra chúng nó quen biết và thân thiết nhau Khi còn ở trong trại trẻ mồ côi Mày Chúng mày là đồ độc ác Đồ cầm thú Ông Tâm đang định đứng dậy Thì bị thằng Thông đấm cho một quả rõ đau vào ngay mặt Khiến cho ông ngã quỵ xuống Máu mũi lẫn mồm Cứ thế chảy ra từng dòng Trói lại nhanh lên Độc ác sao Ông nói tôi độc ác sao Ông thiếu sống bố mẹ của tôi Chẳng lẽ ông không độc ác Anh ơi Nói nhiều với lão làm gì Cứ xin cho lão phát rồi lấy toàn bộ tài sản Thế là xong Thằng Thông nóng ruột Vì nó thấy cứ đôi co kiểu này Thì đến bao giờ mới xong À đúng rồi Trước khi ông chết Tôi phải cho ông biết một bí mật khác nữa chứ Con sen nó cũng chính là con gái của ông đấy Vì trước khi mẹ nó chết đã dặn là nếu muốn được ở trong cái nhà này thì tuyệt đối không được nhận ông là bố vì mẹ nó sợ ông sẽ đuổi nó ra khỏi nhà tôi cũng chỉ tình cờ biết được khi vô tình tìm được bức ảnh chụp chung của ông và hai mẹ con nhà nó thôi dứt cầu, thằng chính ném cái ảnh xuống cho ông tâm cầm trên tay ông tâm run run nhớ lại cũng lâu lắm rồi khi đó ông còn trẻ lắm cũng vừa mới cưới bà nhất thôi trong một lần chở hàng lên tận vùng cao Tây Bắc Ông có quen một người con gái Cô xinh lắm Hai người cứ lén lút hẹn hò Mỗi khi ông Tâm có dịp chuyển hàng lên trên này Thế đổi chuyện gì đến cũng phải đến Trong một lần không giữ được mình Ông Tâm đã khiến cô ấy mang bầu Sau 9 tháng 10 ngày thì Hạ sinh ra một bé gái kháu khỉnh Chính là con sen bây giờ Nhưng vì không muốn để bà nhất biết được Lại vừa sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nên ông đành phải giấu nhẹm đi rồi bỏ mẹ con nhà cái sen một thời gian sau ông cũng biết được thông tin là cô ấy đã mất do tai nạn còn đứa bé thì được người ta nhận nuôi nhưng không ngờ lại chính là ông nhớ đến đấy tự nhiên ông thấy thương xót cho chính đứa con gái của mình đến khi chết vẫn không được gọi một tiếng bố hại chúng mày đúng là lũ độc ác không ngờ tao lại cống rắn cắn cả nhà Tao nuôi mày thành người Lúc nào cũng coi mày như con trai của mình Ông câm mồm Ông nghĩ ông nuôi tôi khôn lớn là tôi sẽ quên được mối thù giết cha mẹ của mình khi xưa hay sao Kể cả tôi có mang tiếng là bất hiếu giết cả bố mẹ nuôi của mình Thì tôi vẫn phải giết ông cho bằng được Nói xong Thằng Chính cười lên khen khách Mà chĩa thẳng mũi dao vào mặt ông Tâm Tôi không cần nhiều lời với ông làm gì nữa Ông chết đi Thằng chính đang định giơ con dao lên để đâm ông Tâm Thì ngoài cửa chẳng biết từ bao giờ Có mấy đồng chí công an đã đạp cửa xông vào Anh chính bỏ vũ khí xuống để được hưởng khoan hồng của pháp luật Khoan hồng à tôi phải giết ông ta Thằng chính giơ con dao lên định đâm ông Tâm Thì đoạn đoạn Hai phát súng vang lên găm thẳng vào người thằng chính nó cục ngã xuống sàn Máu chảy lênh láng Mắt nó vẫn mở trừng trừng mà nhìn thẳng về phía ông Tâm Miệng khẽ nở lên một nụ cười Nhưng chất chứa đầy oán hận Rồi nó cũng từ từ tắt thở Do một viên đạn găm thẳng vào ngực trái Thằng Thông sau đó cũng bị tóm gọn Vì liên quan đến ba vụ giết người Và nhiều vụ trộm cắp tài sản khác Trước khi nó vào nhà ông Tâm xin việc Một màn kịch hoàn hảo được dựng lên Để tránh sự nghi ngờ của gia đình ông Tâm từ đó cướp đi ba mạng người vô tội Ông Tâm Chúng tôi cũng có lệnh bắt khẩn cấp ông Do có liên quan đến vụ giết người hơn 10 năm trước Mời ông theo chúng tôi về trụ sở làm việc Một đồng chí công an đến cởi dây chói cho ông Tâm Rồi thay vào đó bằng cái còng số 8 mà giải ông Tâm đi Cảm ơn cô đã kịp thời báo cho chúng tôi Hoàn ngành tinh thần tố giác tội phạm của cô thì ra trong lúc thằng chính và thằng thông đang mải đấu khẩu với ông tâm thì cô thúy ngồi co ro trên ghế cũng nghe được hết mọi chuyện cô khéo léo lôi trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho cảnh sát mà không để bị phát hiện cứ tưởng sẽ ngăn chặn thêm được một vụ giết người nữa nhưng cuối cùng lại không như mong muốn kẻ thì chết người thì tù tội luật nhân quả đúng là không bỏ sót một ai kẻ gieo cái ác thì ắt sẽ phải trả giá nhưng cái giá phải trả đôi khi nó quá đắt Mà trong câu chuyện này thì người đó chính là ông Tâm Cô Thúy được các đồng chí công an đưa về trụ sở để lấy lời khai và làm nhân chứng Cô cũng thật sự không thể tin là ông Tâm lúc đó lại độc ác đến như vậy Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc Một thời gian sau, không hiểu lý do vì sao mà ông Tâm chết trong tù Ngôi nhà của ông cũng được người ta mua đi bán lại nhưng cứ hễ ai ở đến đúng ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm thì không ai dám ở nữa. Vì có người kể rằng cứ vào những ngày này là họ lại nghe thấy tiếng bước chân của bốn người mặc đồ màu trắng. Hai nữ và hai nam cứ đi đi lại lại quanh nhà rồi lại cười lên the thé. Một người cầm sao mà đuổi theo ba người còn lại. Có người còn nhìn thấy ở cái cây mít cuối sân có sợi dây thép gai cứ đưa đi đưa lại, kéo cả kéo kẹt mà không hề có cơn gió nào thổi qua. Quá hoảng sợ nên từ đó ngôi nhà bể thế ngày nào của ông Tâm cũng đành phải bỏ hoang, cỏ mọc um tùm mà không ai dám vào ở nữa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau trải qua một câu chuyện rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Linh với đầy các yếu tố bất ngờ đúng không ạ? Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện tiếp theo mang tên Hồn ma em gái tôi. Má tôi phải nói là một người rất ghét chuyện đồng bóng, ma quỷ bói toán. Vậy mà chuyện lại xảy ra ngay vào má tôi. Tôi có một đứa em ruột, nếu nói theo kiểu người miền Nam là cô em thứ tư trong gia đình, chết đúng vào năm 12 tuổi. Lạ một điều là ngày chết của cô ấy so sánh với ngày giờ năm sinh là vừa tròn một con giáp, không thừa thiếu chút nào. Sau khi cô ấy chết được mấy năm, bóng tự nhiên trở về nhập qua xác của má tôi khiến mọi người trong nhà phải hết hồn. Nhưng sau nhiều lần như vậy, dần dần gia đình cũng quen đi và không còn sợ nữa. Khi về cô cho biết là một nhân vật ở cõi trên, có chức sắc và danh hiệu đàng hoàng. Nhưng tôi không muốn nêu lên đây. Cô cho biết vì có nhân duyên nên đã đầu thai vào trong gia đình chúng tôi. Sau khi ở đúng một con giáp 12 năm thì hết nhân duyên nên về lại cõi trên. Nay vì muốn tạo phước cho bá tánh nên về lại trần gian, mượn thân xác của má tôi để cứu người đời. Tôi còn nhớ mỗi lần về như vậy, cô bảo đốt cho cô nguyên một bó nhang, lửa cháy đỏ hừng hực, rồi cầm bó nhang đang cháy vuốt qua lại trên tay, trên mặt. Dĩ nhiên qua thân xác của má tôi lúc đó, vậy mà sau khi cô xuất đi, má tôi không bị một chút phỏng hoặc thương tích gì. Ban đầu cô chỉ giúp người nhà chữa bệnh, mà điển hình đầu tiên là chữa bệnh tim cho má tôi. Má tôi có bệnh tim rất nặng, đi bác sĩ nào cũng đều bó tay. Bệnh tim của má tôi nặng đến nỗi chỉ cần có một người nào đó nói hơi lớn tiếng một chút hoặc giả dạ ai làm rớt bể một vật gì ngay bên cạnh là đủ để bà xỉu. Các bác sĩ chuẩn bệnh bảo bà rằng bà không thể sống quá một năm nếu không được thay tim. Năm đó là năm 1969, gia đình tôi đang ở Nha Trang. Vậy mà từ đó đến nay đã hơn 35 năm. Sau khi cô em tôi về chữa cho má bà vẫn còn sống. Cô em tôi về chỉ dùng nhang khoáng và ly nước lạnh và dặn sau khi cô xuất đi khỏi xác của má thì cho má tôi uống liền. Làm như vậy vài lần, đồng thời cô dặn người nhà đi ra đồng, kiếm cây dây chùm bao, nhổ cả thân rễ lá mang về sát nhỏ ra rồi đem phơi khô. Sau đó nấu nước uống thay cho nước trà mỗi ngày. Ở nhà làm đúng như cô dặn, sau một thời gian bệnh tim của má không hiểu tại sao, gần như không còn hoành hành các bác sĩ khám lại cho bà cũng rất ngạc nhiên, vì chính các vị này trước đây đã từng chẩn đoán má tôi sẽ không thể nào qua khỏi nếu không được thay tim. Dần dần hàng xóm láng giềng biết được, kéo sang nhà van vái cầu xin cô em tôi về để chữa bệnh. Cả gia đình lúc bấy giờ thật là rầu, cứ chiều chiều sau khi cơm nước xong thì hàng xóm và ngay cả những người ở thật xa nghe đồn đã đến chặt hết cả nhà bà má tôi và anh em chúng tôi không muốn bị quấy rầy không khí gia đình sau một ngày làm việc vất vả vì bà con cứ đến hàng ngày như vậy chịu sao nổi một khi cô em tôi nhập về thì cũng phải hết mấy tiếng đồng hồ bữa nào cũng khuya trời khuya chật thì mới đi ngủ được nhưng nghe bà con than van cầu khẩn quá má tôi không còn biết làm sao hơn đành phải cho họ vào nhà đôi khi chịu không nổi bà má tôi phải thắp hương cầu xin cô em tôi đừng về nữa nhưng cô ấy vẫn cứ nhập về và chữa bệnh cho không biết bao nhiêu là bệnh nhân. Chỉ bằng và phương pháp đơn giản, dùng nhang khoáng vào ly nước lạnh hoặc vào các cây cỏ tầm thường. Vậy mà hầu hết các bệnh nhân đều khỏi cả mới là lạ và tuyệt đối không lấy của ai một đồng bạc nào. Cũng có nhiều người để tiền lại, nhưng cô em tôi la hét và bắt họ cầm lại tiền. Khoảng năm 1969-1970, gia đình tôi ở đường Hùng Vương, Nha Trang rất nổi tiếng về chuyện này. Sau đó gia đình tôi đổi về Sài Gòn. Bà tôi mua một căn nhà ở cư xá Tô Hiến Thành, gần trường đua Phú Thọ, của một ông đại úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhà này rất dài, ông ta cắt ngang phân nửa bán cho gia đình tôi. Hai bên vẫn qua lại với nhau hàng ngày rất thân tình. Trong thời gian này, thỉnh thoảng cô em tôi cũng nhập về. Năm 1973, trong một chuyến công tác bằng trực thăng, bị quân địch bán rớt. Ông đại úy đã tử trận không để lại một lời chăn chối nào cho vợ con. Ông chết được khoảng vài tháng thì một đêm cô em của tôi lại nhập về qua xác má tôi. Chuyện vãn một hồi, cô em tôi bảo đi gọi bà vợ ông đại úy đến để cô có chuyện giúp cho. Sau khi bà vợ ông đại úy sang, cô hỏi bà ta có muốn chồng bà về thăm hay không. Bà sợ quá chưa biết trả lời ra sao. Chúng tôi vì đã chứng kiến chuyện lại nhiều lần rồi nên không có gì ngạc nhiên vì thế cả nhà thúc giục bà ta xin cô em tôi cho chồng bà về thăm đi trong bụng bán tín bán nghi bà ta đã xin thử cô em tôi cô nói được rồi hãy chờ đó đi ta sẽ dẫn cho về gặp mặt nói xong cô xuất đi một lúc lâu sau ông đại úy nhập về xác của má tôi lúc đầu mọi người không ai biết đó là ông ta nhưng sau khi thấy bà vợ và mấy đứa con nhỏ ngồi trước mặt ông ta khóc òa à, và sau đó là những lời kể lể lúc này cả nhà mới biết đó là ông đại úy chuyện khiến cho mọi người giật mình là có những chuyện chỉ có vợ chồng ông ta biết chứ người ngoài không thể biết đã được ông nói ra qua xác của má tôi lúc bấy giờ đồng thời có một chuyện như sau xảy ra ngay lúc đó mà tôi còn nhớ rất rõ đó là ông đại úy có cho bà vợ biết là ông có giấu một số tiền ở sau vách tủ đựng quần áo Ông ta bảo bà chạy về xem coi còn tiền ở đó hay không. Đồng thời nếu nhà còn rượu thì mang cho ông uống vì ông thèm rượu quá. Bởi khi sinh tiền, ông này uống rượu như hũ chìm. Bà vợ sợ quá tay chân run lẩy bẩy, không dám về nhà một mình. Phải đủ chị giúp việc cho nhà tôi đi cùng. Một lúc sau thì bà ta trở lại với một gói tiền, được gói cẩn thận trong tờ giấy báo và một chai rượu Johnny Walker. Bà ta sợ đến nỗi mặt mày tái mét, chân đi không nổi chị giúp việc cho gia đình tôi phải dìu bà ta đi sau đó bà rót rượu vào một ly cối ông chồng bảo rót nhiều nhiều cho ông uống vì ông thèm quá và sẽ không có cơ hội uống nữa cho nên bà vợ vừa khóc vừa đun rầy rót gần đầy cái ly cối đó đến nỗi chúng tôi phải cản lại ông đại úy qua thân xác của má tôi cầm ly rượu uống liền một hơi như người ta uống nước lạnh lúc đó chúng tôi chứng kiến cảnh đó cũng hoảng hồn vì má tôi không biết uống một giọt rượu nào cả. Ngày sau khi vừa uống xong ly cối rượu, bỗng ông ta trông có vẻ khúm núm sợ hãi lắm, lắp bắp nói với vợ rằng ông ta vừa bị quở trách là tại sao lại uống rượu. Ông đã uống rượu là phạm luật và không thể ở lâu được. Ông nói xong ỏa lên khóc và ôm hôn vợ con rồi bỗng dưng xuất đi. Lập tức ngay sau đó cô em của tôi nhập về với một vẻ giận dữ chưa từng thấy và la mắng bà vợ của ông đại úy cô bảo rằng trong thời gian này ông ta không thể hưởng dụng bất cứ thứ gì của dương thế cho ông ta uống rượu chỉ là hại ông mà thôi cô còn nói trước khi xin cho về thăm vợ con ông ta đã được dặn dò rất kỹ là không được hưởng dụng bất kỳ thứ gì cả vậy mà ông lại xin uống rượu bà vợ và các con thấy vậy thì lại như thế sao năn nỉ xin đừng phạt ông cả nhà tôi cũng năn nỉ xin cô em tôi cứu giúp cô em tôi vẫn nổi giận đùng đùng, cho biết việc này ngoài khả năng của cô và chính cô cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Sau đó với thái độ còn rất giận dữ, cô xuất đi. thật lâu sau khi cô xuất đi, cả nhà vẫn còn bàng hoàng sợ hãi. má tôi trở lại con người thật và lạ lùng là bà không bị ảnh hưởng của ly cối rượu johnny walker đó chút nào cả. ly rượu mà tôi nghĩ ngay cả tôi lúc đó còn thanh niên, nếu uống một hơi như thế cũng sẽ nốc ao tôi dễ dàng. Một câu chuyện khác về cô em linh thiêng trong gia đình chúng tôi. Nó kỳ lạ đến độ nếu như chúng tôi không chứng kiến và không phải là người trong cuộc thì tôi cũng nghĩ là hoang đường. Chuyện lần này ảnh hưởng trực tiếp tới vợ chồng tôi. Lúc đó vào khoảng đầu tháng 4 năm 1973. Tôi vừa mới cưới vợ được mấy tháng. Một đêm cô em tôi nhập về. Cả nhà tôi lúc đó đã quá quen với chuyện này rồi nên không ai thấy sợ nữa ngoại trừ vợ tôi. Năm đó tôi đã đi lính đơn vị đóng tại Phan Rang lâu lâu mới về phép một lần. Vợ tôi cùng theo ra ở ngoài Phan Rang với tôi. Nhân kỳ về phép nên tôi dẫn vợ về thăm ba má và các em bên gia đình tôi. Mới lấy nhau mấy tháng lại ít khi về bên chồng, vợ tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh như vậy hết, cho nên rất sợ hãi khi thấy cảnh cô em tôi về qua xác của má, rồi cầm bó nhang lửa đỏ rực vút lên tay, mặt mà không bị phòng. Cảnh tượng kỳ quái như vậy bảo sao một cô gái mới lớn không hãi hùng cho được. Vợ tôi sợ quá kéo tôi ngồi xa xa chứ không dám ngồi gần. Sau khi chuyện bán với mọi người chung quanh một hồi, bóng cô em tôi chỉ tay về phía vợ chồng tôi đang ngồi, ngoắc vợ tôi bảo tới gần. Vợ tôi sợ điếng hồn không dám tới. Tôi và mấy cô em gái phải chấn an vợ tôi là Không có gì đâu, lại cho Kim Liên hỏi chuyện đi. Cô em tôi lúc sinh tiền tên Thu nhưng sau khi chết nhập về cô cho biết ở cõi trên cô có tên là kim liên ngoài ra còn có chức sắc đàng hoàng tôi phải kéo tay vợ cùng lên ngồi phía trước cho vợ tôi đỡ sợ cô em tôi ngắm nhìn vợ tôi hồi lâu và hỏi vợ tôi rằng chị có biết kim liên là ai không vợ tôi ấp ống trả lời không biết kim liên là em của chị chị không biết sao chị ngước mặt nhìn kim liên đi Kim Liên giúp cho chị, chứ không hại chị đâu, chị đừng sợ. Vợ tôi đột rẻ ngước mặt lên nhìn, cô em tôi bỗng dùng bó nhang cháy hừng hực, khoáng khoáng trên mặt vợ tôi, và bấm đốt ngón tay tính toán gì đó một hồi rất lâu mà không nói câu nào. Cả nhà hồi hộp chờ đợi không biết chuyện gì. Một lúc lâu sau, cô bảo vợ tôi rằng. Kim Liên giúp chị chuyện này, chị phải nhớ làm đúng theo lời của Kim Liên, không được sai. Ngày mai chị đi mua cho Kim Liên xin một cảnh huệ trắng. Chỉ một cảnh mà thôi, không cần mua nhiều. Về nhà chị cắm vào trong một ly nước lạnh, đặt trên bàn và nhớ nói như này. Kim Liên ơi, Kim Liên, chị cho Kim Liên cảnh huệ này. Cứ kêu tên Kim Liên và nói y như vậy ba lần. Xong đợi khi nào có một bông huệ đụng xuống thì lấy bông đó đốt cháy thành than, tán nhuyễn, trộn với nước lạnh rồi uống hết nó. Chị nhớ kỹ chưa? Vợ tôi sợ quá không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ấp úng gật đầu. Tôi cũng thấy lạ nên chèn vào hỏi. "Chuyện gì vậy? Kim Liên có thể cho biết được không?" Cô em tôi trả lời, "Không được, sau này sẽ biết, còn bây giờ thì cứ làm đúng theo lời Kim Liên dặn." Sau đó cô quay qua nói chuyện với những người khác và không nói thêm lời nào với vợ tôi nữa. Cả đêm đó vợ tôi sợ quá thức suốt đêm không ngủ được. Qua hôm sau, Vợ tôi đi chợ mua ngay một cành huệ và làm đúng như lời cô em tôi đã dặn đêm qua. Cả ngày hôm đó vợ tôi cứ ngồi canh xem bông huệ có rụng không. Chờ cả ngày mỏi mòn không thấy gì cả. Tôi thì bực dọc vì ngày về phép đâu có bao nhiêu. Mà vợ tôi vì chuyện này nên không đi chơi được. Hôm ấy đến gần hết ngày rồi mà vẫn không thấy bông huệ rụng. Tôi còn nhớ lúc đó khoảng gần 5 giờ chiều, chị giúp việc cho nhà tôi đang nấu cơm sau bếp. Bỗng chị ta gọi vợ tôi nhờ giúp chuyện gì đó Vợ tôi đi xuống bếp không bao lâu sau trở lên nhà trên liền Thì đã thấy một bông huệ rụng xuống bàn hồi nào không hay Vợ tôi sợ quá mặt mày tái mét là lớn lên kêu tôi Lúc đó tôi đang nằm trên võng đu đựa trước nhà Nghe tiếng la cũng hoàng hồn chạy vào xem Cảnh huệ có rất nhiều bông Nhưng chỉ có một bông rụng Vợ tôi chờ cả ngày không thấy bông nào rụng cả Vậy mà chỉ vắng mặt trong một khoảng thời gian rất ngắn lại đụng ngay vào lúc không ai có mặt ở đó đúng là kỳ lạ sau đó vợ tôi làm đúng lời dặn đem bông huệ đó đốt thành than giã nhuyễn ra và pha với nước lạnh uống hết bắn đi một thời gian sau không thấy có chuyện gì xảy ra ban đầu chúng tôi còn để ý trông ngóng nhưng dần dần rồi cũng quên đi chuyện này tôi vẫn tiếp tục đời lính của mình ở đơn vị còn vợ tôi lúc này đã có thai bụng lớn lắm rồi cho nên để lại ở sài gòn với gia đình bên vợ để má vợ tôi chăm sóc. Cuối năm 1973, vợ tôi bất cẩn té từ thang lầu xuống, cái thai bị động mạnh phải đưa vào bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Sau đó vợ tôi bị sinh non, thai nhi lúc đó chỉ khoảng 6 tháng rưỡi. Tôi được điện tín ở nhà cho hay nên tức tốc xin phép về ngay. Khi bảo thăm vợ tôi ở bệnh viện Hùng Vương thì vợ tôi đã sinh rồi. Con đầu lòng của tôi là một bé gái, nhưng vì sinh ta quá yếu nên phải nằm lòng dưỡng nhi để được chăm sóc đặc biệt. Nhưng chưa tới 24 tiếng đồng hồ sau thì con tôi mất. Tôi và cả nhà biết được chuyện này thì rất buồn, nhưng phải giấu vợ tôi vì sức khỏe của vợ tôi quá yếu. Để vợ tôi yên lòng, tôi chỉ nói là con vẫn mạnh khỏe, nhưng vì sinh thiếu tháng nên bác sĩ cần phải chăm sóc riêng đặc biệt. Qua hôm sau, tôi lại vào thăm vợ tôi trong bệnh viện thì gặp bà bác sĩ đã đỡ đẻ cho vợ tôi trong ca cấp cứu vừa qua. Bà ta có cho tôi biết trong hơn hai chục năm kinh nghiệm trong nghề sản khoa, chưa bao giờ bà ta gặp một trường hợp lạ lùng như trường hợp của vợ tôi. Tôi hỏi trường hợp của vợ tôi như thế nào mà lạ lùng. Bà ta nói khi đỡ đẻ cho vợ tôi thì phát hiện vợ tôi có hai cái nhau. Một cái cho đứa bé gái đã được sanh ra, còn cái nhau kia teo tóp lại. Bà ta nói có hai cái nhau tức là có song thai, nhưng trong trường hợp này chỉ có một em bé. Trong khi cái nhau kia không phát triển được, vậy mà tại sao lại không ảnh hưởng tới cái nhau thứ nhất và em bé gái vẫn phát triển bình thường tôi nghe thì nghe vậy thôi chứ không để ý lắm và lại lòng dạ rối bời vì đứa con đầu lòng vừa mất vợ bệnh còn nằm đó thì tâm trí đâu mà để ý đến chuyện bà bác sĩ nói làm gì sau khi vợ tôi qua cơn nguy hiểm bác sĩ cho xuất viện mọi chuyện dần dần trở lại bình thường sau cơn đau buồn vừa qua chờ đến khi sức khỏe của vợ tôi hồi phục Tôi đưa vợ tôi trở ra đơn vị sống như trước. Mọi người gần như quên bắn đi câu chuyện cô em tôi nhập về và câu chuyện bông Huệ mấy tháng trước. Đầu năm 1974 tôi về phép, hai vợ chồng về thăm ba má tôi. Đêm đó cô em của tôi lại nhập về. Lần này cô em tôi cũng mắc vợ tôi đến trước mặt, vừa cười vừa nói rằng Chị có biết là Kim Liên đã cứu chị hay không? Vợ tôi và cả nhà ngạc nhiên không biết cô em tôi nói gì cô em tôi lúc đó mới nhắc lại chuyện trước đây và cho cả nhà hay rằng lần đầu khi nói chuyện với vợ tôi năm trước cô đã biết vợ tôi cấn thai mà lại là xong thai lúc đó cơ thể của vợ tôi ốm yếu cô đã biết là cái thai sẽ không đậu chúng tôi sẽ mất cái thai này nhưng với cơ thể yếu đuối của vợ tôi như vậy sẽ không chịu nổi khi mất một lần xong thai theo lời cô em tôi nói thì cô đã tính toán và biết được cái thai vừa cấn chưa vào sổ bộ xanh bộ tử nên cô tìm cách diệt cái thai mới vừa cấn đó để cứu mạng vợ tôi nhưng cô không thể diệt được cả hai cái vì một cái đã bắt đầu tượng hình rồi cái kia chỉ là một cục máu chưa có sự sống nên cô diệt được do đó cô làm phép cho uống một bông huệ rụng là để diệt cục máu kia nếu không thì vợ tôi không thể qua được sau sự giải thích của cô em tôi mới nhớ lại lời của bà bác sĩ ở bệnh viện hùng vương mà không khỏi rùng mình cả nhà của tôi ai nấy đều sợ hãi quá sức qua câu chuyện ly kỳ này bà xã tôi có xin cô em tôi che chở để cho vợ chồng chúng tôi có con vì cơ thể của vợ tôi sau tai nạn vừa qua vẫn còn rất yếu kém chính các bác sĩ khuyên chúng tôi không nên có con cô em tôi nhìn vợ chồng tôi chăm chăm và buồn phiền lắc đầu nói rằng nghiệp của anh chị nặng quá còn phải trả nghiệp nhiều lắm kim liên sẽ giúp cho nhưng nghiệp của ai thì người nấy phải trả kim liên không thể làm gì hơn kim liên sẽ giúp cho anh chị có cháu đừng có lo sau đó cô lấy nhang khoáng khoáng vào mặt vợ tôi và không nói gì thêm nữa vợ tôi sau đó còn bị hư thai thêm một lần nữa mặc dù chúng tôi và gia đình đã tẩm bộ bồi dưỡng cho vợ tôi rất nhiều các bác sĩ cũng tận tình chăm sóc Vậy mà vẫn bị hư thai Và đứa con thứ hai của chúng tôi Cũng không cứu vãn được Năm 1975 Vợ tôi sinh đứa con thứ ba Là đứa con trai bây giờ Mặc dù nó cũng bị sinh thiếu tháng Nhưng rất khỏe mạnh Cơ thể của vợ tôi từ đó khá hơn trước rất nhiều Đứa con gái sinh năm 1980 Cũng khỏe mạnh cho tới bây giờ Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi Vậy mà lúc ngồi viết lại câu chuyện này Tôi vẫn còn cảm thấy sợn cả người sau 1975, gia đình tôi toàn là người của chế độ cũ. Vì tránh đi kinh tế mới, nên có mua một miếng đất ở khoảng giữa đường đi Long Khánh thuộc ấp Hưng Bình, huyện Hưng Lộc, tỉnh Đồng Nai, với vườn mít chuối, rồi trồng trọt thêm các hoa màu khác sinh sống. Năm 1978, tôi đi tù cải tạo về, không còn tiền bạc gì cả. Vợ chồng tôi và đứa con trai nhỏ cũng theo lên đây ở tá túc nhà ba má tôi, cùng nhau làm dãy sống qua ngày khoảng thời gian này cô em của tôi cũng thường nhập về trị bệnh cho bà con những người đã biết cô em tôi từ trước rủ rê những người khác bảo nhau tìm đến gia đình chúng tôi để xin chữa bệnh rất đông có người ở tận các tỉnh thành xa không hiểu nghe ai đồn biết được cũng lần mò tìm đến nhiều lúc tôi bực mình thật sự nhà thì nghèo ba tôi thì còn kẹt tù chưa về má tôi cùng các anh em chúng tôi phải dậy từ sáng sớm lò vác cuốc đi qua rẫy trồng trọt tối mịt mới về cơm nước xong. má tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có người bệnh tới chờ cầu xin cho cô em tôi nhập về chữa bệnh. Tuy má tôi có đôi lúc mệt quá cũng tìm cách thoái thoát, nhưng vì lòng nhân từ và vì thấy bà con người ta ở xa lần mò tìm tới xin chữa bệnh, không nỡ để họ thất vọng ra về. Đa số bà con là người nghèo khổ không, cho nên cầm lòng không đậu. Cuối cùng má tôi cũng để cho bà con thắp nhang cầu xin cô em tôi về để chữa bệnh cho họ. Một đêm, tôi đi nhậu với ông cậu về ngả ngả say. Thấy đông đúc bà con đầy nhà đang bao quanh má tôi. Lúc đó cô em tôi đã nhập về qua sát má tôi. Bực quá đang cơn say, tôi chỉ vào cô em mà mắng rằng. Không có kim liên thầy bà gì nữa hết. Cả nhà cực khổ quá trời quá ai, thấy giúp đỡ cho đồng tiền bát gạo nào cho má đỡ khổ đâu. Má đã cực khổ cả ngày, bây giờ còn hành xác của má nữa. Trong cơn say, đại khái tôi còn chửi mắng nói nhiều điều nữa làm mọi người trong nhà kể cả vợ tôi và mấy đứa em tôi đang ngồi thì thất sắc cô em tôi đang nhập qua xác má tôi ngước lên nhìn tôi tôi lớn tiếng nói rằng kim liên là em của anh ở xương thế trước đây thôi chứ giờ này kim liên đang ở cõi trên đâu còn là em của anh nữa anh không được hỗn với kim liên như vậy đúng lúc đó tự nhiên tôi cứng cả mình không nhúc nhích gì được dù chỉ là giơ cánh tay lên cũng không nổi, miệng thì không hạ ra được. Nếu nói theo như chuyện kiếm hiệp, thì tôi y như người bị điểm huyệt lúc bấy giờ, cứ đứng ỉ ra một chỗ, không cục cửa gì được nữa. Cô em tôi giận dữ lắm, nhưng cho hay cô không có phạt tôi. Tuy nhiên những hộ pháp đi theo hộ giá cho cô đang đứng phía sau lưng cô, không chịu được sự hỗn láo của tôi, nên đã trói tôi lại. Và nếu cô em tôi không cản, thì các hộ pháp đã cho tôi biết tay rồi lúc đó hồn biết tôi không còn nữa sợ quá bao nhiêu men rượu say sưa trong người bỗng nhiên tan mất hết vì không tin không được người tôi cứ cứng đơ ra đứng như trời trồng chưa bao giờ tôi gặp phải hiện tượng như vậy cả cô em tôi chưa hết giận nói với tôi như sau sao anh vô ơn vậy không có kim liên cứu anh hai lần khi còn trong tù liệu anh có còn đứng đó mà hỗn láo với kim liên nữa hay không khi anh bị phủ thủng chân sưng to chảy nước vàng trong tù lúc đó tại sao lại nhớ đến kim liên mà kêu cứu nếu kim liên không đến cứu anh thì anh có còn sống nổi không còn nữa khi anh bị cây đẻ trong rừng anh kêu cứu đến kim liên kim liên đã đến đỡ cây cứu thoát cho anh vậy mà sao anh không biết gì hết kim liên về đây mượn xác má tạo phước cho bá tánh cũng là tạo phước cho má và gia đình tạo phước luôn cho anh chị sao anh lại trách kim liên Cô giận dữ la hét. Bà con và mọi người trong nhà lại như tế sao xin tha cho tôi. Còn tôi thì sợ hãi không thể tả. Người toát đầy mồ hôi lạnh ngắt. Qua lời của cô đã khiến tôi nhớ lại rất rõ những hình ảnh sự việc khi chúng tôi trình diện học tập cải tạo sau 30 tháng 4 năm 1975. Trước tiền bị đưa vào trại trạng lớn ở Tây Ninh. Thời gian này, Ủy ban Quân Quản của Mặt trận Giải phóng Miền Nam còn kiểm soát chúng tôi. Gạo cho chúng tôi ăn là gạo ẩm mốc lưu trữ trong hầm nhiều năm trước đây. Cho nên hầu hết đã bị sâu mọt ăn hết. Chất B1 trong gạo không còn nữa. Do đó gần như các anh em chúng tôi ai nấy đều bị phủ thủng nặng vì trong người thiếu chất B1. Lúc đó chúng tôi chưa được thăm nuôi. Họ chỉ phát cho mỗi người một viên B1 nhỏ mỗi ngày khi bệnh phủ thủng bắt đầu phát hiện. Nhưng rồi thuốc không đủ cung cấp cho tất cả chúng tôi và bệnh phủ thủng ngày càng nặng nề nhiều người trong đó có tôi, chân tay căng phủ lên, da lắng bóng trông thấy rất dễ sợ. Lấy ngón tay ấn vào buông ra thì có một lỗ thủng sâu hắm, trông kinh dị hết sức. Điều tệ hại hơn nữa là chúng tôi không nhấc chân lên đi được, cứ đứng lên là té xuống liền. Có mấy người bị đưa đi bệnh xá rồi chết trên đó. Tin tức chuyển về từ những anh em khiêng bệnh nhân đi bệnh xá, thì nằm bệnh xá cũng chỉ chờ chết thôi, chứ đâu có thuốc men gì trên đó đâu. Cho nên thà là nằm ở chạy còn hơn Có gì còn có anh em tù giúp đỡ Bệnh phủ thủng của tôi rất nặng Da căng mỏng dính Một vài chỗ bị rách ra và chảy nước vàng Lúc đó tôi thật là thê thảm không đi đứng được Mà cũng chẳng có thuốc men gì Ngoại trừ mấy viên xuyên tâm liên mỗi ngày Nhưng tôi nhất định thả nằm chết ở trại Chứ không chịu xin đi bệnh xá Tinh thần của tôi lúc đó thật tình mà nói đã xuống lắm Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết nên tối ngày cứ nằm cầu nguyện không thiết ăn uống gì cả trong những lúc cầu nguyện như thế tôi đã cầu nguyện tới cô em kim liên của tôi nhiều lần và từ từ thì tôi hồi phục hồi nào không hay và khỏi hẳn tôi cũng cho đó là một điều may mắn và cũng nghĩ là số mình có ơn trên độ mạng rồi theo ngày tháng hầu như tôi cũng đã quên đi chuyện này lần thứ hai khi chúng tôi chuyển chạy lên đồng bang xung quanh là rừng bạt ngàn bao quanh cho tới tận biên giới Campuchia. Một hôm chúng tôi nhận lệnh phải đi chặt tre, chỉ tiêu đưa ra cho mỗi người là hai cây tre dài. Sau khi chuyển đến chạy đồng bang này rồi, chúng tôi không bị kiểm soát gắt cao như trước nữa. Mỗi ngày nhận chỉ tiêu công việc trong ngày và cứ thế mà làm, miễn sao xong chỉ tiêu được giao thì thôi. Từ trại chúng tôi ở đi đến rừng tre xa vô cùng, có thể cả 10 cây số chứ không ít bởi vì các khu rừng chung quanh gần đó đã bị đốn sạch để lấy đất làm dãy khai thác trồng trọt hết rồi. Chúng tôi đi đến rừng tre thì trời đã gần trưa. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn chút khoai mì luộc mang theo. Sau đó tản mát ra. Đi kiếm tre tốt chặt để còn về tới trại trước khi trời tối chứ nếu không. Trời sụp tối không thấy đường sẽ rất khó đi. Sau khi kiếm được bụi tre vừa ý, phát hết các gai góc chung quanh cho chống chỗ để lần vào bên trong và bắt đầu chặt ngang gốc những cây tre đã tròn sau đó sẽ kéo tre xuống và róc mấy cành lá nhỏ rồi chặt ngọn công việc này anh em tù cải tạo chúng tôi làm nhiều lần rồi cho nên rất kinh nghiệm gần như bụi tre gai cỡ nào đi nữa cũng không làm khó anh em chúng tôi được hôm đó trời sương đất khiến như thế nào mà hai cây tre tôi đã chặt đứt gốc nhưng kéo hoài không xuống được vì ngọn của nó cứ bị vướng vào mấy dây leo từ mấy cây cao khác bỏ đi chặt lại cây tre khác thì tiếc công mình đã bỏ ra quá lâu và lại bắt đầu lại từ đầu thì sợ trễ giờ về không kịp trời tối cho nên tôi liều đu theo dây leo trèo lên cây cao gần đó với ý định chuyển ra cái cành to của nó rồi dùng rựa chặt mấy dây leo đã bám vào ngọn cây của tôi đã chặt cho khỏi vướng nữa để tôi có thể kéo nó xuống Ai ngờ cái cành đó lâu năm bị mục một đầu Đang ngồi vắt vẹo trên cành cây to tổ bố Và chặt đứt mấy dây leo dính với mấy cây tre của tôi ngon lành Thì bỗng nghe rắc một tiếng lớn Cành cây bị gãy Tôi té từ trên cao xuống với nguyên cành cây lớn Và bao nhiêu là dây leo chẳng chịt quanh người Tôi ngất đi không lâu lắm Vì khi tỉnh lại thì vẫn thấy ánh nắng xuyên qua các kẽ lá Cố gắng trườn ra khỏi đống dây leo phủ trên mình nhưng tôi hoàn toàn không nhúc nhích được thân người. Toàn thân ê ẩm và đau đớn vô cùng mỗi khi tôi ráng nhích người lên. Không biết tôi đã ngã như thế nào mà cành cây lớn lại đẻ ngay lên trên thân mình. Dây leo chẳng chịt bao quanh, còn cái rửa không biết rơi mất nơi đâu. Tôi kêu cứu thật to, nhưng ngoài tiếng vang của chính mình, không nghe tiếng ai trả lời gì cả. Các anh em khác hoặc đang tạm mát đâu đó thật xa để kiếm cha tốt chặt hoặc tranh thủ đi đào rễ xâm chỉ hoặc kiếm cải trời, lá bứa, lá giang, đem về cải thiện thêm cho bữa ăn hàng ngày, vốn chẳng có gì nhiều của chúng tôi. Tôi kêu cứu đến khan cả cổ mà không nghe tiếng đáp lại, thì tuyệt vọng vô cùng. Cố đút chân ra khỏi đống dây leo, nhưng đau quá không làm được. Tôi bắt đầu dùng hai tay lôi những dây leo từng sợi một, rồi dùng sức thảy mạnh nó qua một bên, để tạo khoảng trống cho tôi có thể nhoài người ra được chút nào hay chút đó khỏi cái mớ dây leo rối bùng đang quấn xung quanh và cành cây to đang đè ngang trên mình. Không nhận thức được mình có bị thương hay gãy xương gì hay không, bản năng sinh tồn của tôi lúc đó cứ thôi thúc làm sao phải ra khỏi chỗ bị kẹt này trước khi trời tối. Nỗi sợ hãi làm cho tôi không còn biết đau đớn, mặc dù cảm nhận đôi tay trong khi bươi, cào kéo các dây leo chung quanh đã bắt đầu rớm máu. Trong những nỗ lực tuyệt vọng như thế, miệng tôi không ngớt cầu nguyện. Tôi đã gọi tên Kim Liên Cô em chết rất linh thiêng trong gia đình tôi nhiều lần, xin về cứu mạng. Thời gian như thế không biết qua bao lâu, trong một trạng thái mê sảng, tôi mơ hồ cảm thấy thân mình có thể trườn ra khỏi được cành cây to đang đè trên người. Và từ đó tôi thoát ra được mớ dây nhợ lùng bùng chung quanh. Lúc này trời đã về chiều, tôi lượm một cành cây nhỏ, định chống đi theo con đường mòn ra khỏi rừng tre. Nhưng chân phải tôi mỗi lần đặt xuống đất là cứ đau nhói lên. Tôi tưởng bị gãy xương chân, nhưng sau khi ngồi xuống giờ nắn cẩn thận thì không phải gãy xương. Vậy mà sao cứ đau quá không thể nào đi được. Tôi nghĩ chắc có thể đã bị mẻ một xương nào đó trên bàn chân phải của tôi. Cuối cùng thì vừa lết vừa bò, tôi cũng ra khỏi được khu rừng tre rộng lớn đó. Tôi lết thêm một lúc lâu sau thì đến con đường mòn chính, chỗ các ngã té qua các khu rừng khác để đi chặt tre, cắt chanh hoặc đốn cây mà các anh em chúng tôi hay gọi đùa là ngã tư quốc tế. Mệt muốn ngất, tôi không còn lết thêm chút nào được nữa. Trời lúc này khoảng 4 giờ chiều, thân thì bị thương mà tôi còn ở ngã tư quốc tế, nơi còn cách chạy chúng tôi cũng cần 8 cây số nữa chứ không ít. Tôi nằm dài ra ngay trên con đường mòn, mặc cho số phận đưa đầy. Nằm được một lúc, bỗng nghe có tiếng người. Tôi nhòm dậy nhìn thì thấy có sáu người đang gánh tranh đi tới. Đó là các anh em tù cải tạo ở trại kế bên trại tôi đi cắt tranh về. Người nào cũng cánh một cánh tranh to, thấy tôi bị thương nằm giữa đường, họ ngừng lại lấy nước cho tôi uống, và sau một lúc bàn bạc, hai người trong bọn bỏ tranh bên lề đường và kiếm dây rừng kết sơ sài thành một bệnh dây to để tôi ngồi lên đó. Hai người cõng tôi đi. Sáu anh em đó thay phiên nhau cõng tôi. Hì hục mãi cũng đến được trại tôi ở, thì trời đã tối mịt lâu lắm rồi. Sau khi giao tôi cho mấy người vệ binh trong trại, một vệ binh khác hướng dẫn mấy anh em đó về trại của họ. Tôi tiếc một điều là từ đó đến nay, tôi không có dịp gặp lại sáu anh em đã cứu đưa tôi về trại an toàn để có dịp tạ ơn. Tôi cũng nghĩ là số mình may mắn, đi đầu cũng gặp ân nhân giúp đỡ, chứ không nghĩ xa hơn nữa. Năm đó là năm 1977. Trở lại chuyện nói về cô em của tôi, sau khi nghe cô em tôi la mắng như thế, tôi mới hoảng hồn vía. Chuyện tôi bị phủ thủng và bị nạn té trong rừng, cây đè, vân vân. Tôi chưa từng nói cho ai nghe, kể cả vợ tôi. Vậy mà cô em tôi nhắc lại chuyện đó và cho biết là đã cứu tôi, thì thử hỏi tôi không khiếp vía sao được. Nhớ lại cái cảm giác trườn ra được cái cành cây to, có vướng dây leo chẳng chịt đè lên người năm xưa. Tôi thấy đúng là kỳ lạ vì trước đó tôi đã cố gắng biết bao nhiêu lần mà vẫn không nhúc nhích gì cả bỗng dưng lại trườn ra được khỏi cái bẫy đó đồng thời với độ cao mà tôi đã ngã xuống đất lại bị cành cây to đẻ lên như thế mà không bị gãy xương hoặc chết thì quả là một điều lạ lùng thật sau một lúc giận dữ cô em tôi cho biết là lần này cô tha cho tôi nếu lần sau mà còn nói hỗn với cô nữa thì cô sẽ mặc kệ và không lý gì tới tôi nữa Tự nhiên ngay lúc đó chân tay tôi cử động lại được. Biết tới đây tôi còn cảm giác thấy rợn rợn sau lưng. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, mọi người xuống lại bảo tôi xin lỗi cô. Lúc đó tôi đã hoảng vía quá rồi, nên ngỏ lời xin lỗi cô em tôi và cũng xác nhận với mọi người chung quanh về việc tôi bị nạn hai lần trong tù trước đây. Ngay cả việc thoát nạn một cách kỳ lạ mà tôi cho là do số mình may mắn thôi, chứ không biết là Kim Liên đã ra tay cứu tôi. Sau khi mọi người yên ổn trở lại, cũng ngay trong bữa đó, tôi có nói với Kim Liên là tôi và gia đình lo ngại chính quyền địa phương sẽ làm khó dễ gia đình nếu cô cứ nhập về hoài. Họ sẽ nghĩ là đồng bóng dị đoan làm tiền thiên hạ và sẽ cán tội cho gia đình này nọ thì phiền lắm. Cô em tôi cho biết là không ai có thể làm khó dễ gia đình chúng tôi được vì ngay cả những gia đình của chính quyền địa phương rồi sẽ đến nhờ cô cứu giúp. Cô nói với mọi người hãy chờ xem lời cô nói có đúng hay không. Đừng có lo lắng gì cả. Chuyện cô em tôi nhập về má tôi để chữa bệnh, quả nhiên đã đến tài chính quyền địa phương thiệt. Một buổi sáng đang ở bên rẫy, có người chạy kiếm má tôi và tôi ra ấp hưng bình có chuyện. Linh tính báo chúng tôi biết là có điều không hay xảy ra rồi. Thật vậy, ngay sau khi ra đến văn phòng ấp hưng bình, thằng cha trưởng ấp đã lên tiếng nạt nộ má con tôi về chuyện buôn thần bán thánh mê tín dị đoan và cấm má tôi từ nay không được lên đồng lên cốt mê tín dị đoan nếu không ông ta sẽ chỉnh lên xã để bắt chúng tôi chúng tôi ra về trong bụng rầu thối ruột tôi nói với má tôi phải cầu xin sao cho kim liên đừng về nữa chứ như vậy có ngày cũng bị địa phương khó dễ bắt bớ gia đình tôi không lấy của ai đồng xu các bạc nào về chuyện này má tôi cũng đã nhiều lần cầu xin để cho má tôi yên chứ nào phải má tôi muốn như vậy đâu Bà tôi còn kẹt trong tù, tôi thì mới từ tù cải tạo về không bao lâu. Mấy thằng địa phương mà làm khó bắt chẹt một cái là chết, chứ phải chơi đâu. Mấy ngày sau trôi qua thật nặng nề, gia đình vẫn còn nơm nớp lo sợ tai họa có thể tới hồi nào không hay. Thì một buổi tối gia đình thằng cha trưởng ấp Hưng Bình bổng một đứa con nhỏ, hớt hà hớt hải đi vào nhà chúng tôi. Bà vợ thằng cha trưởng ấp bổng theo một đứa con nhỏ khoảng 3-4 tuổi gì đó Cả nhà không biết chuyện gì. Bà ta méo máu nói rằng con của bà ta bị bệnh rời ăn, lở loét hết cả người và chảy nước vàng. Đi thầy thuốc không biết là bao nhiêu người và bệnh tình càng ngày càng thấy nặng hơn. Có người bày cho vợ chồng bà ta hãy bế con vào xin má tôi cứu chữa. Má tôi trả lời thật tình không biết cách chữa bệnh này. Bà vợ tay trưởng ấp nói, nghe đồn má tôi có đứa con gái chết linh và hay về để chữa bệnh cứu người đời. Vậy xin hãy làm phước cứu dùng cho con bà. Mà tôi nói. Ông trưởng ấp đã nói với tôi mấy ngày trước là gia đình tôi mê tín dị đoan này nọ. Và cấm chúng tôi chuyện này. Này sao bà lại đến bảo chúng tôi cầu con gái tôi về để chữa bệnh cho con bà. Chúng tôi không dám đâu. Thật tình chúng tôi không biết chữa bệnh này. Xin bà hãy về kiếm thầy chữa cho cháu đi. Bà vợ thằng cha trưởng ấp và mấy người bà con đi cùng khóc lóc năn nỉ hoài không được. Nên đành bồng đứa nhỏ ra về Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau Họ lại bồng đứa nhỏ đến Lần này có cả thằng cha trưởng ấp đi theo Hắn ta xuống nước đan nỉ má tôi Nói rằng má tôi đừng giận Vì nhiệm vụ hắn phải làm như vậy thôi Chứ không có ý gì hại gia đình tôi Hắn cũng có hỏi bà con Thì được biết vượt chữa bệnh của cô em tôi Là hoàn toàn làm phước Không có gạt gầm của ai Và không lấy tiền bạc của ai cả cho nên hắn cũng không báo cáo lên xã. Nay chẳng may đứa con đầu lòng của hắn bị bệnh ngặt nghèo mà không ai chữa trị được, nên cầu xin má tôi làm phước, xin cho cô em tôi về để chữa trị dùm. Nếu nỡ như không trị được cũng không sao. Gia đình của hắn cũng biết ơn và hứa sẽ không bao giờ làm khó dễ gì gia đình chúng tôi. Còn bà vợ của hắn thì cứ sụt sùi khóc, thấy cũng thảm thiết lắm. Má tôi là một người đàn bà nhân từ, hay thấy ai khóc lóc, năn nỉ điều gì là thế nào cũng mùi lòng Và nếu giúp được gì thì sẽ giúp ngay Không giận ai lâu được Tôi thấy má tôi bắt đầu siêu lòng Thì thật tình trong bụng tôi bực bội lắm Nhưng không nói gì được Tôi chỉ chen vào nói với thằng cha trường ấp Đây là gia đình Âu cầu xin Chứ chúng tôi không muốn Sau này đừng có đổ thừa rồi khép cho chúng tôi là mê tín dị đoan này nọ thì không được Hắn ta và bà vợ luôn miệng nói Không có đâu, không có đâu sau đó má tôi thắp mấy nén nhang lâm dâm cầu xin. Một lúc sau cô em tôi nhập về, cô dùng nhang khoáng lên người của đứa bé. Sau đó dặn bà vợ của tay trưởng ấp, ngày mai đi ra ngoài đồng, hái bảy lá muồng trầu, vò nát rồi thoa lên lưng và thân thể thằng bé. Làm như vậy mấy lần sẽ hết, chỉ đơn giản vậy thôi. Đầu đó xong xuôi, cô em tôi quay qua cầm bó nhang lửa cháy hừng hực. Hỏi tay trưởng ấp có dám cầm ngay đầu bó nhang lửa đang cháy không? Tay này sợ quá nói. Không, không, tôi không dám đâu. Cô em tôi bảo. Cứ cầm đi, không có gì phải sợ. Không phỏng đâu. Nói xong, cô ấy dưới ngay đầu bó nhang đầy lửa ngay vào tay của hắn. Hắn đang ngồi, hoảng hồn lết lui lại tránh. Nhưng cô em tôi bảo cứ đưa tay ra. Hắn rụt rè đưa tay ra. Cô em tôi dí sát ngay đầu lửa đỏ của nhang vào tay hắn. Lạ thay, hắn không bị phỏng gì cả cô em tôi sau đó có nói với hắn như sau gia đình này là gia đình đàng hoàng chuyên làm phước thiện chữa bệnh cho người đời không lấy tiền lấy bạc của ai cả chứ không phải tả ma ngoại đạo gạt gẫm lấy tiền của dân chúng đâu sau đó cô còn đan đe hắn không được làm khó dễ gia đình tôi nếu hại tới gia đình chúng tôi thì sẽ thấy hậu quả hai vợ chồng tay trưởng ấp và mấy người bà con của hắn lại cô liên lịa và hứa sẽ giúp đỡ cho gia đình tôi được dễ dàng trong việc cứu người sau này. Qua mấy ngày sau đó, hai vợ chồng hắn mang trái cây đến biếu gia đình tôi và cho biết là đứa con trai đã cần sứt bệnh. Các chỗ lở lói do rời ăn đã lành miệng và cháu đã ăn ngủ được rồi. Dĩ nhiên sau đó gia đình tôi không còn bị làm khó dễ nữa. Có một chuyện tôi muốn mở ngoặc ở đây để nói về ba tôi. Ba tôi trước 1975 là một hạ sĩ quan, binh chủng không quân. Cấp bậc thượng sĩ nhất Tuy cấp bậc chỉ là hạ sĩ quan, nhưng trình độ anh văn của ba tôi rất giỏi. Ông là một trong những giảng viên của trường Anh ngữ không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân nhân không quân các cấp. Trước khi đi du học hoặc tu nghiệp ở Mỹ, đều phải qua một khóa huấn luyện về tiếng Anh ở trường Anh ngữ này. Phải đậu xong kỳ thi khảo hạch cuối khóa mới được đi du học. Do công vụ, ba tôi đã được đi huấn nghiệp ba lần tại Mỹ. Vào những ngày cuối tháng 4 1975, lẽ ra ba má và các em của tôi đã di tản theo trường anh ngữ không quân vào lúc bấy giờ tình hình rất phức tạp nhiều vị sĩ quan cấp đại tá cũng không đưa gia đình đi được chứ không phải hễ có cấp bậc lớn là muốn đưa gia đình đi lúc nào là đi ngược lại có những người lính quân cảnh hoặc những nhân viên cấp bậc nhỏ nhưng làm ở nơi quan trọng lại đi được dễ dàng ba tôi là một trong những trường hợp người có cấp bậc nhỏ nhưng lại có danh sách di tản với toàn bộ gia đình đàng hoàng Ông có bạn bè thân làm ở cơ sở quan DAO, đã giúp đưa lọt được danh sách của gia đình vào trong list những người được di tản. Các giới chức Mỹ ở DAO đã lên danh sách những người trong gia đình ba má tôi và đã định ngày giờ đi rồi. Khổ một nỗi sau khi ba tôi cho má tôi hay, bà nhất định không chịu đi. Có nhiều lý do má tôi nói ra để không đi. Nào là qua bên đó làm cái gì mà ăn, nào là cả nhà ngoại trừ ba tôi ra, không ai biết tiếng Anh, nào là bà con dòng họ, mồ mạ ông bà ở đây, làm sao bỏ đi cho được? Ôi thôi, đủ lý do hết. Ngày nào ba má tôi cũng cãi vã về cái vấn đề này. Và cuối cùng thì ba tôi đành chịu thua và bỏ cuộc không đi. Sau này tôi mới biết lý do chính mà má tôi cương quyết không đi là vì vợ chồng và đứa con sắp ra đời của chúng tôi. Vào những ngày đó, chung quanh súng nổ y xèo, mọi người nhốn nháo lo sợ đủ thứ. Trong khi đó vợ tôi thì lại sắp sửa sinh. Tôi thì lúc đó còn kẹt lại ngoài phan rang sau ngày đơn vị tan hàng. Không biết sống chết ra sao, cho nên má tôi không đành bỏ đi. Bà tôi không dẫn gia đình di tản được thì rầu rĩ lắm. Ông biết ở lại sẽ khổ lắm vì những thành phần như ông, mặc dù là hạ sĩ quan, không phải là trình diện đi tù cải tạo, nhưng cũng đâu biết làm gì sống với cái lý lịch ba lần đi Mỹ trước đây. Quả nhiên sau 1975, lúc đó tôi đã đi trình diện học tập cải tạo rồi. Bà tôi không thể kiếm được một việc gì làm cả. Tối ngày Phượng khóm cứ thúc giựt ba má tôi đi kinh tế mới, càng làm cho ba má tôi khủng hoảng thêm. Do đó sau khi gom góp vốn liếng và với sự giúp đỡ của bà dì, chị của má tôi, bà má tôi mua miếng đất ở ấp Hưng Bình, xã Hưng Lộc, như đã nói ở phần trên. Sau đó ba tôi để cho má và mấy em tôi lo việc canh tác, còn ông thì cứ đi khắp nơi tìm cách vượt biên. Khoảng thời gian này, phong trào vượt biên đã bắt đầu tuy chưa rầm rộ lắm, thế rồi trong một kế hoạch hùn hạp đóng ghe để cho toàn bộ gia đình tôi vượt thoát bị đổ bể. Bà tôi bị bắt giam và đưa đi lao động tại Mộc Hóa, tiền bạc tiêu tán hết, chồng thì bị bắt, tôi là con trai lớn trong nhà, cũng còn kẹt trong tù chưa biết ra sao. Má tôi phải quán xuyến cả đàn con dại tám đứa, còn lại cộng thêm con dâu và đứa cháu nội mới vừa biết chạy lẫm đẫm. Ở nhà hồi nào đến giờ chưa có ai biết cầm quốc trồng trọt gì đâu, nhưng rồi cũng phải bươn chải thôi. Má tôi đã có lúc muốn tự tử chết đi cho xong, nhưng vì con cháu nên phải cố gắng sống. Nhờ trời thương, các bệnh nhân ở địa phương mà cô em tôi chữa bệnh cho trước đây, thấy má và các em tôi cực khổ quá nên họ cũng đến giúp. Vào những lúc mùa màng bận rộn hoặc những lúc thu hoạch, họ bảo nhau đến giúp cho gia đình tôi. Nhờ vậy, mọi chuyện rồi cũng xong. Đến năm 1978 thì tôi từ chạy cải tạo được thả về cùng với gia đình tiếp tục sống như thế. Gia đình chúng tôi vẫn sống nhỏ Và một rẫy mít, chuối và canh tác trồng trọt thêm bắp, đậu, khoai mì. Dù quần quật cả ngày, nhưng vẫn không đủ đâu vào đâu cả. Cuộc sống của chúng tôi lúc đó rất là khó khăn. Khoảng giữa năm 1979, hung tin đưa tới, ba tôi vì bị đẩy ải, lại thêm buồn đầu nên sanh bệnh và chết trong trại tù cải tạo tại Mộc Hóa. Xác được anh em tù chôn ngay trong trại Mộc Hóa. Gia đình tôi chịu cái tang lớn này thật không còn tai họa nào có thể sánh bằng. Chúng tôi làm đơn xin mang xác ba tôi về, nhưng vì khi tin đưa tới, ba tôi đã chôn được gần một tháng. Đồng thời mộc hóa lúc đó bị lụt ngập nước hết, không làm sao vào được. Chính quyền địa phương nói lúc này không thể nào đào mộ lên được nữa. Cả nhà bàn thôi thì đợi ba hoặc năm năm sau. Hãy xin hốt cốt lên, hỏa thiêu để mang cho về chùa thờ, chứ biết làm sao hơn. Đúng thất tuần 49 ngày, gia đình tôi làm một lễ cầu siêu cho ba tôi. Có một ni cô quen với gia đình đến giúp tụng kinh dùng cho ba tôi. Sau khi làm lễ xong, mọi người đang ngồi quây quần nói chuyện, thì cô em tôi nhập về qua xác má tôi. Bắn đi một thời gian, cô em tôi không về thường như trước nữa. Chúng tôi đôi lúc cũng thắc mắc, không hiểu tại sao. Mấy đứa em và vợ tôi thấy cô em tôi về đều khóc ỏa lên, miếu máu nói. Bà chết rồi Kim Liên biết không? Cô em tôi qua xác của má cũng khóc, nhưng không nói gì cả. Trong cơn đau buồn tôi đã giận dữ lớn tiếng trách cô em tôi. Nếu Kim Liên có linh thiêng, tại sao không cứu giúp bà? Tại sao không cản ba khi ba có ý định đóng ghe? Hoặc có linh thiêng tại sao không giúp để cho ba không phải bị bắt, để rồi chết bỏ xác trong tù? Cô em tôi ngồi khóc một hồi rồi nói với mọi người rằng Chuyện của ba Kim Liên đã thấy Đã biết được từ lâu Cũng như mọi người đang ngồi trong nhà đây Kim Liên cũng thấy và biết được Nghiệp của mỗi người hết chứ không phải là không Nhưng Kim Liên không thể làm gì được Ai tạo nghiệp cũng đều phải trả cả Không ai có thể cứu được chuyện này Ngài Mục Kiền Liên đã tu thành Đại Bồ Tát Mà còn không cứu được mẹ của mình Phải nhìn mẹ mình đọa địa ngục Cho nên xin đừng trách Kim Liên Kim Liên cũng đau lòng lắm cũng như kim liên biết má và gia đình cực khổ nhiều lúc không đủ ăn kim liên không thể giúp ngân tiền cho má và gia đình được kim liên chỉ có thể giúp tạo phước cho má và gia đình sau này thôi coi như để trả cái ơn má đã cưu mang dưỡng dục kim liên trên dương thế trước đây kim liên muốn giúp má và gia đình lắm nhưng chỉ giúp được những gì kim liên có thể giúp thôi và từ từ thì gia đình sẽ thấy ứng nghiệm của sự tạo phước mà kim liên đã làm cho gia đình Bây giờ Kim Liên không nói trước được đâu Đang giảng cho cả nhà Một thôi một hồi như thế Bỗng nhiên cô quay lại chỉ bà Ni cô Đã đến tụng kinh cầu siêu dùng cho ba tôi Vừa cười vừa nói rằng Này vị Ni kia Nãy giờ niệm quan thế âm Bồ Tát Tính xua đuổi Kim Liên đi đó phải không Kim Liên đâu phải là ma quỷ gì đâu mà xua đuổi Quan thế âm Bồ Tát Với Kim Liên tuy không cùng đạo Nhưng cùng đường Kim Liên tu theo đường tiên của Kim Liên còn bồ tát và ni tu theo đường phật ni có đọc chú xua đuổi tà ma thì được còn kim liên đâu phải tà ma đâu mà sợ câu chú của ni nói xong cô vẫn còn cười bà ni cô còn bà ni cô hoàng hồn và thú nhận rằng bà ta không tin cho nên niệm thầm mấy câu chú của quan thế âm bồ tát để nếu có phải là tà ma thì sẽ sợ mà xuất đi liền không ngờ cô em tôi biết được nên nói toạt ra cho mọi người nghe sau đó câu chuyện trở lại đề tài cái chết của ba tôi. Tôi hỏi cô em tôi có thể xin cho ba tôi về để gia đình thăm được không? Cô ngồi lấy mấy đầu nhang cháy đỏ tính toán gì đó trên mấy đốt ngón tay. Một lúc sau nói với mọi người rằng Được rồi, cô sẽ dẫn bà về cho chúng tôi thăm và dặn. Khi bà về, không được cho ông ăn uống gì cả. Dù ông có hỏi cũng không được đưa cho. Chúng tôi hứa y như vậy. Kim liền xuất đi một lúc thật lâu cũng khoảng hơn nửa tiếng thì ba tôi nhập về chúng tôi mới đầu tưởng là kim liên nhưng sau khi ba tôi khóc và lên tiếng gọi tên từng đứa con lại gần vuốt ve thì chúng tôi biết đúng là ba tôi rồi ông về kể rằng ông bị bệnh tim mạch và đứt mạch máu não mà chết chỗ anh em tù chôn ba tôi bây giờ nước lênh láng ba tôi nằm lạnh lắm cả gia đình khóc hết nước mắt qua lời kể thương tâm đó của ba tôi Ông kéo đưa em út của tôi và con trai tôi vào lòng và khóc như mưa. Tôi hỏi ba tôi chết như vậy là chết oan hay là chết đúng số? Ba tôi cho biết ông chết đúng số chứ không có oan. Nhưng vì không gặp mặt được vợ con, gia đình nên còn ấm ức lắm. Sau một lúc khóc lóc kể lệ, ba tôi và cả nhà đã bớt bi thương. Tôi hỏi ba tôi có gặp Kim Liên không? Ba tôi trả lời có và ra vẻ sợ sệt lắm. Ba tôi nói Kim Liên bây giờ có chức sắc lớn lắm ai thấy cũng sợ cả. Bà tôi cho biết lúc còn ở dương thế, Kim Liên là con của ông. Nhưng bây giờ ông cũng không dám nhìn thẳng vào Kim Liên nữa. Tôi mới hỏi Kim Liên có giúp gì cho ba không? Bà tôi nói Kim Liên giúp giảng đạo cho ông và khuyên ông ráng tu để mau dứt nghiệp. Ngày lúc đó, mặc dù rất là tin tưởng, nhưng trong lòng tôi vẫn muốn thử xem như thế nào. Tôi làm bộ hỏi ba tôi một số chữ và thành ngữ tiếng Anh mà tôi không biết nghĩa mặc dù tôi có biết mấy chữ đó. Bà tôi giảng cho tôi nghe răm rắp từng chữ từng câu thành ngữ một. Đến đây thì tôi hoảng hồn đến nổi lạnh cả người. Như vậy thì không thể nào giả được cả, vì má tôi có biết một chữ tiếng Anh nào đâu. Bà tôi về được khá lâu, đang còn tiếp tục nói chuyện với gia đình, bỗng dưng bà tôi nói ông phải đi rồi. Nói xong khóc ỏa và kêu từng người tới ôm hôn, sau đó thì xuất đi. Được một chốc thì cô em tôi nhập về lại, cả nhà xin cô thỉnh thoảng dẫn ba tôi về cho cả nhà thăm nữa cô nói thôi làm vậy không tốt cho ba để yên cho ông tu tập ông còn nhiều nghiệp nặng lắm đừng có làm phiền ông rồi cô lảng qua chuyện khác cô còn cười nói với tôi là thử như vậy đã tin chưa hay còn muốn thử nữa tôi hết hồn ngồi im ru không dám nói gì cả đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất Kim Liên cho ba tôi về thăm. Ngày hôm đó đúng vào thất tuần làm lễ cầu siêu 49 ngày cho ba tôi. Sau này chúng tôi có xin mấy lần nữa nhưng cô không cho. Sau cái chết của ba tôi, má tôi buồn lắm, tinh thần suy sụp thấy rõ. Cộng thêm cuộc sống ruộng rẫy quá khó khăn mà vẫn không đủ sống, làm cho má tôi càng lo rầu hơn. Chúng tôi bàn bạc với nhau bán hết nhà cửa đất đai về Sài Gòn tìm cách khác sinh sống. Khổ một nỗi, vấn đề hộ khẩu và với số người trong gia đình tôi đông như thế, đâu phải chuyện nói là làm được ngay đâu. Đa số các em tôi tuổi thì còn quá nhỏ, má tôi lại nhất quyết không cho các em tôi bỏ học. Làm gì thì làm, nhưng cũng phải tiếp tục học. Cho nên chuyện bỏ hết đi về Sài Gòn sinh sống thật không dễ dàng chút nào cả. Và lại nhà cửa ở Sài Gòn đâu còn nữa mà về cho nên tính là một chuyện mà không biết thực hiện bằng cách nào. Năm sau 1980, vợ tôi sinh được một đứa con gái. Cảnh nhà khó khăn đến nỗi nhiều lúc vợ tôi phải cho con gái tôi bú nước cháo pha với đường. Chứ không có tiền mua sữa cho nó, mà cơ thể vợ tôi lúc đó cũng không được tốt lắm. Cho nên không đủ sữa mẹ cho đứa bé. Nhân một dịp cô em tôi nhập về Tôi xin cô nếu có linh thiêng thì hãy tìm cách giúp cho gia đình. Chứ hoàn cảnh như thế này hoài thì làm sao sống nổi. Quả đó tôi cũng nói là ý của má và chúng tôi nhất quyết bán hết tất cả để về thành phố sinh sống. Cô em tôi buồn bã lắm và cho tôi biết rằng sắp tới đây cô sẽ ít về được vì bận lắm. Cô đã tính toán tạo phước để cứu giúp cho gia đình rồi. Chẳng qua thời cơ chưa tới và nghiệp của má tôi của vợ chồng tôi cũng như mọi người còn phải chịu cay đắng khó khăn thêm một thời gian nữa thì mới an nhàn được. Tôi hậm hực hỏi. Như vậy thì còn phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa? Kim Liên chỉ lắc đầu buồn bã, không trả lời câu hỏi đó. Tuy nhiên cô có khuyên gia đình là hãy cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ được an bài tốt đẹp. Tuy sẽ còn nhiều nạn tai, khó khăn, nhưng bất kỳ gặp chuyện gì cũng có cô ra tay cứu đỡ cho tai qua nạn khỏi tiền hung hậu kết hết riêng vợ chồng tôi cô có nói thêm bất kỳ gặp chuyện nguy nan gì hãy kêu đến tên cô cô sẽ về giúp cho phải đáng vững lòng tin thật tình mà nói tuy tôi chứng kiến nhiều chuyện rất lạ lùng của cô em tôi đã làm nhưng chuyện cô nói sẽ cứu cho cả gia đình tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại tôi không tin tưởng chút nào cả có mấy ai ở vào hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ mà còn vững lòng tin vào những lời nói của cô ấy chứ. Tuy nghĩ thế nhưng tôi không dám nói ra. Không lâu sau đó, gia đình tôi bán hết nhà cửa đất đai ở ấp Hưng Bình, sát chiếu nhau về Sài Gòn, tá túc ở nhà bà dì, chị ruột của má tôi. Mặc dù bà dì rất thương gia đình chúng tôi, nhưng bao bọc cho cả đại gia đình chúng tôi vào lúc bấy giờ quả thật là một điều khó khăn vô cùng. Không những khó khăn về tài chính mà còn khó khăn về mặt chính quyền địa phương bị kêu lên kêu xuống mấy lần riết gia đình tôi đâm liều cũng may sau đó có một anh chàng công an khu vực còn trẻ tính tình rất dễ chịu không hiểu từ đâu đổi về phụ trách khu vực phường chúng tôi đang ở thỉnh thoảng tôi cũng mời anh ta đi nhậu nhưng thật tình mà nói tôi biết không phải vì vấn đề này mà anh ta tốt với gia đình chúng tôi mà có lẽ vì anh ta thấy gia đình tôi nheo nhóc nên tội nghiệp hay sao đấy anh ta đã ngó lơ cho gia đình tôi nhiều lần một vài lần xét hộ khẩu anh ta cho biết trước để gia đình tôi đi tránh nhờ vậy nên cũng đỡ khổ thời gian này tôi ngồi sửa và bơm quẹt ga sống qua ngày bà dì tôi có một trường dạy may bà để cho vợ tôi và hai đứa em gái đứng ra dạy còn một cô em nữa thì xin được một chỗ bán trong tiệm sách nói chung cuộc sống tương đối dễ thở hơn lúc trước còn trên dãy đồng thời trong lúc này nhiều bệnh nhân ngày trước cô em tôi về chữa cho hết bệnh thấy gia đình chúng tôi quá khó khăn nên cũng giúp đỡ bằng nhiều cách sau này có người thân nhân làm trong ủy ban nhân dân quận phú nhuận đã giúp đỡ cho gia đình chúng tôi vào được hộ khẩu thành phố riêng vợ chồng tôi vẫn còn gặp nhiều lận đận lắm tôi còn bị nạn hai lần tù nữa trong cảnh khổ lại gặp được cấu tinh khắc giải nạn cứu vớt chúng tôi nhưng đó là những câu chuyện khác trong cuộc đời của tôi được ghi lại trong hồi ký trí hòa đã xuất bản và hồi ký vượt biên của cùng tác giả Câu chuyện của cô em trong gia đình mà tôi vừa kể quả thật rất kỳ lạ và rất khó tin. Nhưng đó là một câu chuyện thật mà cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn cái cảm giác giận người. Ngồi viết lại câu chuyện này, tôi không hiểu điều mà cô em tôi nói đã tạo phước cho gia đình ứng nghiệm như thế nào. Nhưng có một điều tôi thấy rất là lạ lùng. Đó là sau khi bán hết nhà cửa đất đai bỏ về Sài Gòn, những may mắn tình cờ đưa đẩy đến, gia đình tôi được nhiều người giúp đỡ lần lượt bằng những lần vượt biên khác nhau. Hơn 10 người đã qua Mỹ được hết mà không tốn kém gì cả. Má tôi và đứa em út cũng được anh em tôi bảo lãnh qua diện đoàn tụ. Nhưng vì cuộc sống ở Mỹ không thích hợp với bà, cho nên sau đúng một năm bà đã về lại Việt Nam. Giờ đây anh em tôi, ai cũng có gia đình đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, còn cháu ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn. Mặc dù không bằng ai, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Không biết điều này có phải là kết quả do sự tạo phước trước đó của cô em Linh Thiêng trong gia đình tôi hay không. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau trải qua hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai với những câu chuyện khác nhé. Nhớ là like, share và đăng ký kênh của Người Dẫn Đường Quay Âm và kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip của mình nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.